Sẵn sàng chưa? Nhấn này. Ồ, trái cây. Chắc cũng dễ thôi mà. Có vẻ không rồi. Sao mình phải biến mất cơ chứ? Bất công quá đi. Ok, chuyển thế nào. Tớ có họa cụ rồi nè. Chả nhìn thấy gì luôn. Đầu tiên là vẽ quả chuối nè. Đâu rồi ta? Bố ơi, giúp tớ chút với. Quả chuối của mình. Ý cậu là quả này hả? Mình sẽ đặt nó ở đây. Giờ thì cần một cây bút. Và mình sẽ đồ vòng quanh quả chuối. Ai cần vẽ cơ chứ? Ok, xong nè. Trông xịn sò chứ này. Mình rất tự hào luôn. Cậu thấy sao hả? Tớ thấy cũng được. Đến lượt mình nè. Hay là dùng cuộn băng keo này nhỉ? Mình không xài tay kia được nên dùng miệng cho dễ nè. Giờ là đặt nó lên trên khung toàn. Ổn thì am nhé. Tớ sẽ thêm vài dải băng keo xếp chéo nữa. Giờ bắt đầu vẽ thôi. Tớ sẽ vẽ một hình tròn và tô bên trong. Vui ơi là vui luôn. Đến lúc thêm các chi tiết rồi. Và thêm chấm màu trắng giữa những miếng băng keo. Chuẩn như lý chuẩn rồi. Mình sẽ cẩn thận gỡ băng keo ra. Đừng để bị hỏng nha mọi người. Miếng cuối cùng nè. Ok, vẽ thêm mấy cái lá thôi. Màu xanh lá này rõ là xinh. Tô bên trong cái lá nè. Và thêm vài lá nữa. Xong xuôi, xem này mà. Là một quả dứa đấy. Làm như thông minh lắm ấy. Thì tớ thông minh thật mà. Chờ chút. Trái cây thật còn xịn hơn nhé. Wow, sao hay thế bạn mình. Vẽ xong đói bụng quá trời. Nào thử miếng đi. Ngon quá trời á. Tớ xin miếng nhé. Ăn thế này vui nhỉ. Không biết lần này tụi mình vẽ gì nhỉ. Con Lan Sơn này không ổn, biến khỏi đây giùm. Cô ấy đang định làm gì vậy nhỉ? Mong là các em đã sẵn sàng để vẽ vời tiếp. Ôi giời ơi, vòng quay đâu rồi ta? Để xem chủ đề gì nhé. Nhảy nhót, lựa chọn quá tuyệt vời luôn. Nhảy á, thật sao? Cái đấy làm sao mà vẽ nhỉ? Chắc mình chỉ cần phối cảnh thật tốt thôi nhỉ? Hay là quan sát từ góc này ta? Chắc mình cứ bắt đầu vẽ nhở? Cô gái múa ba lê này cũng ổn áp nha. Ôi trời, bút chì gãy xù rồi. Bây giờ phải làm gì đây? Có đồ gọt bút chì này. Thế thì ổn đấy. Để tớ gọt nhọn bút chì rồi vẽ tiếp nha cả nhà. Phải gọt hết bút chì luôn ý. Tớ cũng cần màu khác nữa. Tớ không thích dùng bút chì bị cùn đâu à. Ủa, đợi xíu. Wow, mình có cách hay hơn để hoàn thành bức tranh này rồi. Xem vụn bút chì nằm quanh eo nhân vật mới sinh chưa này. Thể nào cũng đáng yêu lắm cho xem. Đây là cái cuối cùng và nó có thể nằm đây nha. Ok, giờ mình cần bút dạ đen để làm các nét vẽ đậm hơn. Đấy, dùng màu này làm màu da nhé. Bút dạ quang sẽ mang đến một mái tóc vàng xinh đẹp. Và rồi, sau đó là chiếc vương miện hồng và áo hồng nữa. Cả giày múa nữa. Xuyên nữa là quên mất tiêu. Xong rồi, và mình rất mê cô nàng này. Ôi trời, wow. Thế còn cái góc này thì sao? Ôi trời, em có sao không? Có bị thương không? Mắt cá của em hình như bị chật rồi ạ. Nhanh nào, nâng nó lên. Cũng là một thử thách hội họa tuyệt vời. Bạn nghĩ là ai thắng? Bình luận bên dưới nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé. Vậy ra nãy giờ em vẽ cảnh biển à? Để xem nào. Thầy nghĩ cần thêm một chi tiết ở đây này. Thầy làm gì vậy? Tranh của em mà. Em không muốn có cá. Vô nghĩa, biển thì kiểu gì chả phải có cá. Đó, cho chừa cái tội vẽ bậy. Thế à? Dám láo với cán bộ à? Đủ rồi, màu hương này. Rồi, vậy thì nhận thêm màu xanh lá đi đột phá đám. Thầy quá đáng thế. Muốn làm gì thầy thì phải vượt qua cái cây lan của thầy đã. Ôi trời đất ơi, hai người đang làm cái gì ở đây vậy? Quá lắm rồi, cả hai người phải thực hiện một thử thách. Vào hộp đi. Không, nhanh, chạy hết sức đi thầy ơi. Ôi trời, chúng ta mắc kẹt trong cái hộp rồi. Ở dưới này không có gì mấy để làm nhỉ. Nhưng cũng tốt, càng được thư giãn và ăn snack. Ôi má ơi, gì kia, cô hiệu trưởng đến rồi.
Được rồi, tập trung chú ý nào. Tôi đang tìm ốp lưng điện thoại Pop-It này. Hiểu chứ? Tôi có sẵn mẫu vẽ điện thoại cho hai người đây. Mẫu điện thoại? Trời, thế thì có gì vui cơ chứ? Nhưng em chắc chắn sẽ đánh bại thầy. Rồi xem. Thầy đã có một ý cực hay rồi. Chuẩn, như mọi khi, kẹo chính là giải pháp. Mình sẽ đặt các viên kẹo lên mẫu điện thoại. Phải đặt sao cho thẳng hàng và kết hợp màu hợp lý. Ok rồi, mình chỉ cần làm thế với điện thoại thôi. Đấy, chuẩn không cần chỉnh. Chà, không phải một mình thầy thông minh đâu nhé. Em có cây lan mini này và nó sẽ giúp em chiến thắng. Nghe hay ghê. Ok, giờ em cần son. Em sẽ vẽ các chấm bi màu cam lên cây lan. Vẽ ngang thành một hàng nhé. Rồi chuyển sang các màu tiếp theo. Màu xanh dương này sáng quá, nhìn là mê rồi. Màu xanh chắc là màu mình thích nhất. Ok, chấm bi xong rồi, giờ thì lăn thế nào. Ui là trời, hết nước chấm luôn bà con ơi. Cô hiệu trưởng ơi, em hoàn thành rồi ạ. Hả? À rồi, tranh vẽ, để cô xem nào. Ok, trông cũng không đến nỗi, rất đẹp ấy chứ. Còn thầy thì sao? Dạ vâng, đến tôi còn phải tự trầm trồ trước tác phẩm của mình mà. Ồ, trời, mình hâm quá, sao mình lại làm thế cơ chứ? Tôi thề là mình đã hoàn thành rồi. Ok, được rồi, tôi tin thầy, nhưng thầy không phải người chiến thắng. Em nhận được phần thưởng là điện thoại ạ? À? Tuyệt vời, em cảm ơn cô nhiều. Và giờ mình còn có Pop-It để nghịch nữa. Mình có thể gọi món nữa chứ. Vâng, một cái cỡ lớn ạ, à. Cảm ơn anh. Nhanh thật đấy, dịch vụ xuất sắc. Yes, pizza thôi. Mình đang đói, pizza trông hấp dẫn quá đi mất. Khoan, trông thầy hình như vẫn hơi chán. Thầy ơi, em gọi pizza này, thầy có muốn ăn chung với em không ạ? À? Có chứ, cảm ơn em rất nhiều nhé. Để xem mình có thể đo khung không. Ôi trời, mình bôi son vào cả răng rồi. Hay là thử góc này ta. Được đấy, chuẩn. Giờ mình có thể hoàn thiện tranh rồi. Ta-da, nè, em đã vẽ xong cô hiệu trưởng rồi thầy ơi. Chân dùng phải vẽ thế này, thấy không? Vậy thầy thách em tô màu cho tranh đấy. Nếu thế thì chúng ta sẽ cần đồ trang điểm. Em chuẩn bị một bộ cho thầy luôn này. Được rồi, mình đã chuẩn bị xong đồ, giờ thì bắt tay vào việc thôi. Không biết mình nên dùng cái gì trước? À đúng, cái này. Mình là fan của mấy màu nổi bật. Bắt đầu tô này. Màu hồng xinh xỉu, thích quá đi mất. Sang màu xanh này. Màu này để đánh phấn mắt cho cô giáo. Lại còn có kim tuyến bling bling nữa chứ. Không thể quên má hồng được, mình muốn làm nổi bật gò má này. Cần thêm chút màu cho mái tóc rực rỡ nữa. Wow, bức tranh trên cả tuyệt vời. Ước gì mình có tóc màu tím. Và mình sẽ vẽ chút tàn nhang để giúp cô trông đáng yêu hơn. Ta-da, em tô xong chân dung rồi. Thầy cũng xong rồi đây. Cô ơi, mời cô đánh giá ạ. Ew, trang điểm gì mà thấy ghê. Tôi còn chẳng muốn nhìn đấy. Tranh chân dung của em đẹp thật đấy. Rất giống thật. Ta-da, em lại thắng giải. Bảng này. Yes, em thích thử đồ trang điểm mới lắm. Phải thử ngay mới được. Hả? Ủa, mà chờ chút. Đây đâu phải phấn, sô-cô-la trắng mà. Hả? Nhưng tranh của tôi thì sao? Mình thấy xinh đấy chứ. Hồn cái này. Mình yêu bức tranh này dù không ai thích. Ôi trời đất, thầy biến thành chú hề rồi. Thật luôn đấy. Hả? Tôi biến thành chú hề rồi. Được rồi, bài tập tiếp theo phụ thuộc vào sự chú ý của hai người. Kem ốc quế hả? Không thành vấn đề. Đã đến lúc vận dụng kỹ năng vẽ tài ba của mình. Đã xong phần ốc quế và kem. Giờ thì trang trí nào. Đó, kẻ kem dễ thương quá. Tiếp theo là tô màu. Nhưng mình sẽ phối màu đặc biệt. Ok, để xem có giống như tưởng tượng của mình không. Bắt đầu với màu xanh dương này. Rồi đến màu tím. Tô tránh đôi mắt ra. Và kết thúc với màu hồng này. Y như mình nghĩ. Xuất sắc, đây mới là kem ốc quế thứ thiệt này. Ok, vẽ cả ốc quế nữa. Màu trắng nhìn chưa giống chút nào. Màu vàng tạo nên sự tương phản khá hay. Thầy tô kiểu gì mà đẹp thế? Đẹp mê luôn ý. Kiểm tra lại góc nhìn của mình nào. Chuẩn, tốt. Mình cũng cần làm gì đó đẹp như thế này. Xem nào. Chính xác là thứ mình cần. Chị ơi, chào chị. Cho em mượn kem nhé. Chị không biết em nên không có đâu. Nhưng em thật sự rất cần đấy ạ. Gì vậy trời, của chị mà. Thả ra, để chị yên đi. Ôi, em xin lỗi nhé. Thành thật xin lỗi chị. Em về rồi đây. Bắt tay vào việc thôi. Em sẽ dùng băng dính dễ thương này cố định ốc quế. Chắc là cần thêm băng dính đấy.
thêm một dải dưới này. Ok là, vậy là đính chắc rồi nhỉ? Hết nước chấm luôn. Thưa cô, em đã hoàn thành tác phẩm rồi ạ. Oh, thật à? Thú vị đấy. Oh, nhưng đó cũng gọi là nghệ thuật á. Không, chắc là không rồi. Thầy trình bày tranh của mình đi. Oh, nhìn được đấy. Phải thế chứ. Rất dễ thương và sặc sỡ. Phần thưởng của thầy đây. Oh, cảm ơn cô, đúng lúc tôi đang đói. Kem ngon xỉu. Kem này lạnh quá vậy. Ủa, gì vậy trời? Cứu, tôi đóng băng rồi. Hả? Có chuyện gì với thầy vậy? Oh, chắc giờ kem đó lạnh quá. Ui, thầy đổ kìa. Ouch, mong là không sao. Được rồi, hành lý đã chuẩn bị xong. Đi được rồi. Giờ mình chỉ cần đội mũ đi chơi nữa là xong. Thượng lộ bình an, bảo trọng nhé, vì cô đi đây. Ôi trời, ước gì mình cũng được đi nghỉ dưỡng. Chắc sẽ vui lắm. Mình có thể ở trên bãi biển cát trắng và phơi nắng trong khi uống nước rửa mát lạnh. Ôi trời, gió trên đảo này mạnh quá. Yeah. Này này, lại mơ giữa ban ngày à? Đang tưởng tượng cái gì đấy? Ôi, em đang mơ tới bãi biển, cát ấm và gió mát. Oh wow, thầy mình nghĩ ra ý tưởng vẽ này hay lắm. Mình sẽ nhỏ một giọt sơn lên dao cắt bơ này. Rồi kéo vào rừng, kéo vào rừng. Được rồi đấy, nhìn chưa ra cái gì nhưng bạn sẽ sớm biết thôi. Giờ thì một chấm màu xanh lá trên cái tăm này. Mình sẽ vẽ và tạo vòm. Sau đó là cái nét gọn nhỏ lên trên như thế này. Không thể quên phần đáy được rồi. Nhìn này cả nhà ơi, là cây dừa chuẩn đấy. Oh, xong rồi, thiên đường nhiệt đới đã có mặt. Nói thật là mình ngưỡng mộ mình quá. Wow, đẹp quá đi mất. Y như em tưởng tượng. Nhưng vẫn cần thêm chút màu nữa. Lâu lắm rồi em không vẽ bằng ngón tay như thế này. Hóa ra đó là kỹ thuật không bao giờ mất. Đó, sao? Ô này, cô đi du lịch về rồi này cả nhà ơi. Tụi tôi cũng vẽ bức tranh này đấy. Hai người làm cùng nhau sao? Tin mừng đó nha. Dô, cả hai người đều thắng. Yes, một chút hương vị của đảo nhiệt đới ngay trong bàn tay chúng ta. Làm tốt lắm, thầy cũng thế. Giao hàng cho cô Julia. Mong là cưng thích cái này. Không biết là quà gì nhỉ? Ồ, là một cái lược sang chảnh á. Không ngờ là ảnh nhớ mình thích cái này luôn. Cuối cùng cũng có một anh chàng chịu lắng nghe lời mình. Xem cái áo này nè. Không dối tí nào. Bé cây thích không? Đỡ ngứa ghê. Khỏe không Julie? Hả? Ngoài trời gió không ta? Tại thử thấy tóc cậu hơi rối ý. Có gì đâu mà nhìn. Chạy thêm vài đường thôi nè. Kìa Julie. Tôi có phải cún đâu. Bỏ tay luôn. Chạy nhiều thì tóc đẹp thôi mà. Oh, rối mất rồi. Sơ. Ngoài. Mời. Lực sang lực chảnh của mình. Leo sẽ chia tay mình mất. Trời ơi, tới bên cách để giúp cậu nè. Trẻ nào, tôi sẽ thử mọi cách. Lược bị mất lông sao? Bạn chỉ cần dùng bút 3D thôi à. Nhưng mà mẹo này sẽ hơi lâu đó nha. Ngon lành nhé. Lông chải xịn sò nè ba con. Nhìn hết rể con bà bầy nhỉ. Không thể tin nổi. Cảm ơn cậu. Chào nha. Ý, gió to thế. Chào cô cưng. Tóc anh rối thế. Đừng lo, để đấy em. Được hả? Chuẩn. Vướng rồi anh ơi. Thôi tụi mình đi luôn đi. Nhưng anh đừng soi gương nhé. Kela, hôm nay chúng ta sẽ tham gia thử thách hội họa đó các em. Cô sẽ quay bánh xe để đưa ra thử thách cho các em. Đây rồi, cưng chứ kìa, là hình trái tim, vẽ tình yêu nào các em. Yay, em thích vẽ trái tim và tình yêu các thứ ạ. Tớ biết phải làm gì rồi, bắt đầu với chữ love này. Wow, hôm đấy lãng mạn thật. Em ấy như nàng thơ giữa cánh đồng. Ồ,
Ok, đến lúc thêm gia vị cho bức tranh này rồi. Mình sẽ thêm một trái tim bé xinh và biến chữ O thành một cô gái. Chữ V là một trái tim nữa, rồi chữ E trở thành người cô bé thích. Cưng quá, mà phải thêm tí màu mè nữa. Trái tim này phải màu hương nè, tuyệt. Và trái tim nhỏ ở đây cũng thế nè. Ok, thêm chút màu nữa nào, một cái đầm tím xinh. Wow, bức tranh này càng ngày càng đáng yêu. Đến lúc đổi màu rồi, vàng cho tóc nhé, cả hai luôn. Và tôi nghĩ cô bé sẽ đội mũ xanh dương, giờ là chút xanh lá cho áo thun. Tôi yêu cậu nhất. Màu chì sẽ giúp hai nhân vật có thêm biểu cảm. Ta-da! Nào các em, trưng bày tác phẩm thôi. Hả? Gì? Ôi không! Eo, ai lại lấy kẹo ra như vậy chứ? Em làm gì vậy? Cô đợi em chút, đây sẽ là tác phẩm của em. Nhầm. Cô đợi em một tẹo nữa nhé, sắp xong rồi. Nhầm. Hoàn thành! Đây ạ, tác phẩm tình yêu của em đây ạ. Wow, cô làm hay thật đấy, đỉnh của chóp. Ôi thần linh ơi, cô rất ấn tượng đó, 10 điểm. Điều gì sẽ khiến cho thứ bình thường trở nên đẹp hơn? Tất nhiên là màu sắc rồi. Và với màu phù hợp trong tay, bạn có thể tạo nên kiệt tác thực sự đấy. Biết đâu đấy, có khi bạn sẽ tạo một bức Mona Lisa thứ hai, hoặc ít nhất là cái ốp laptop ngầu như trái bầu. Sẵn sàng thể hiện tài năng họa sĩ của bạn chưa? Này, gì vậy? Sao nó có thể vào đây chứ? Nhìn kìa! Chú heo kia xinh xắn quá! Nhìn nó xem, Jennifer! Đúng là xinh đẹp thật đấy! Nó đang đứng á? Vậy tụi mình bắt đầu nhé! Phải bắt đầu bằng những nét vẽ chuẩn chỉnh nhá! Mấy góc này hơi kỳ cục! Bó tay luôn! Mình muốn vẽ cái gì có thật cơ! Bingo! Giờ mình có đo thật chính xác rồi! Đợi chút nha! Cậu đi đâu đấy? Thôi kệ vậy! Đến lúc lại gần hơn chút nữa rồi! Ngon lành nha! Thú vị phết! Giờ mình biết phải làm sao rồi! Sử dụng khung toan nào! Mình luôn bắt đầu với sơn màu đen! Đã hết rồi sao? Thật là lố bịch đó! Jennifer! Cô làm hỏng hết tranh của tớ rồi! Giờ thì tớ chẳng quan tâm đâu! Trời! Nhìn đống lộn xộn này nè! Chắc mình phải làm lại thôi! Hay là mình có thể tận dụng kỹ thuật này đấy! Bạn nghĩ bức tranh này tối quá sao? Sẽ không lâu lắm đâu! Hãy chấm màu vẽ vào tranh nào! Giờ nhấc lớp này lên! Sau đó vẽ tiếp phần bên trên. Hai màu luôn tuyệt hơn một màu đó. Ngầu ha. Giờ dùng hàng nóng nào. Dùng cọ to để phết màu ra ngoài. Vậy là chúng ta có được hiệu ứng cực xịn rồi. Gần xong nè. Phết màu trên cây luôn nhé. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng có phép thuật. Chỉ cần vẩy thần nghệ vài cái thôi. Đỉnh. Giờ gỡ lớp đầu tiên ra nào. Và bạn có khung cảnh rừng cây để ngắm nghía rồi. Chẳng phải tuyệt sao? Xem của tớ nè. Sao cậu làm được hay vậy? Chà, chúng ta biết rõ ai thắng rồi nhé. Tuyệt lắm Wendy. Mình phải luyện kỹ năng dùng cọ thêm mới được. Mạnh tay hơn, thôi nào. Cơ mà. Ok, buổi tối hôm nay tuyệt thật đấy. Này, họa sĩ kẻ anh. Chào, hai bạn đẹp đôi thật đó nhá. Cậu đúng là diễn xúa. Cưng ơi, anh yêu em nhiều lắm. Có cảm hứng rồi. Mình muốn đưa tình yêu này vào trang giấy. Đấy, hai đối tượng này đúng là chán òm. Mình sẽ đi theo chỉ dẫn của con tim mình. Mỗi lần một giọt sơn này. Như vậy sẽ hòa trộn được màu sắc. Và tụi mình cũng có thể nghịch với các đường thẳng. Màu vẽ đến đây. Đấy. Tớ sắp phết xong các chấm rồi. Giờ thì cuộn tròn giấy bạc lại. Và dùng nó để chấm chấm sơn ướt. Như vậy là tụi mình sẽ có các kết cấu rất hay. Hiểu ý tớ chứ? Sau đó dùng cọ để hoàn thành bức tranh nào.
phải người trời nào cũng cần một cái cây đẹp đẽ. Nhưng đừng vẽ mạnh tay quá nha. Chấm tiếp này. Đấy, trông đúng là đỉnh của chóp. Nhưng tụi mình còn nhiều thứ để làm lắm. Trộn màu như vậy sẽ giúp tranh đỡ cứng. Nhưng tụi mình vẫn nên thêm vài đường nét nữa. Thế không? Có cặp tình nhân nè. Nhưng họ không phải nhân vật chính. Tuyệt! Giờ là chút mưa. Vì như vậy mới lãng mạn chứ. Ta-da! Đã đủ lãng mạn chứ nào? Của tớ siêu lãng mạn luôn. Thế của cậu? Đáng lẽ còn đẹp hơn á? Cậu có thích không? Wow! Phải treo trong viện bảo tàng mới xứng đáng nha. Thật hả? Vậy thì tớ thắng nhỉ? Tuyệt lắm trên. Lại đi nào. Đi mà. Thôi thì tặng hai bạn này. Là tụi mình kìa anh yêu. Bye nha. Ok là chỉ cần vài đường nữa thôi nè. Và xong rồi, nhìn quá trời đỉnh. Chắc chắn là sẽ có người tin thật cho xem. Trời hôm nay đẹp thật sự, thật vui vì ra ngoài. À, sao lại thế này cơ chứ? Chỉ là hình vẽ thôi mà. À, wow, gì đấy? Tranh của tớ mang tụi mình tới chỗ này nè. Hi, xin chào. Chào mừng. Wow, cô ấy đang làm gì trên kia thế nhỉ? À phải rồi, mình có học sinh này. Đầu tiên nhé, cô muốn xem các em vẽ kỳ lân được chưa nào? Rồi, vào việc đi. Em ơi, bàn chải vừa nằm trong miệng cổ luôn đó. Trời đất thần linh ơi, có phải thứ mình nghĩ không thế? Kinh, tránh xa tôi dùm cái. Chà, mình không thèm đâu. Ơ, khoan đã, thật ra thì mình nghĩ ra ý này. Đến lúc bắt đầu vẽ tranh kỳ lân rồi. Trước tiên phải dùng chút sơn sặc sỡ nhé. Màu cầu vồng rất hợp với kỳ lân. Giờ mình sẽ dùng cái bàn chải này để làm họa tiết bờm ngựa. Ok, mình chả cần dùng bàn chải cho bức tranh này đâu. Cứ vẽ bằng bút dạ thôi. Ngon lành, vẽ tai rồi này. Sừng nữa, cậu bé cần cả một đôi mắt nhé. Oh, để xem cậu làm đến đâu rồi nào. Khiếp, nhìn cũng ổn đấy chứ. Ổn cái gì, tớ vẽ kỳ lân xấu quá đi mất. Eo ơi, thôi thì mình vẽ tiếp vậy. Biết rồi nhá. Dùng đũa thần thôi bà con. Ta-da, phần còn lại của kỳ lân xuất hiện rồi này. Tớ rất thích kết quả này đó nha. Xịn phết. Tranh của cậu trông xinh lắm luôn. À này, tụi mình vẫn còn thời gian để chữa tranh của cậu mà. Tớ có ý này. Tớ sẽ ấn giấy của cậu vào giấy của tớ. Thấy không nào, cậu có một bản sao rồi đấy. Dạ cô ơi, tụi em vẽ xong rồi ạ. Nhìn rất đẹp đó các em. Cô cực kỳ ấn tượng bởi cả hai đấy. Tuyệt, thành công rồi. Cả hai tụi mình đều có giải thưởng này. Cụm phát. Ê gái, cậu có thấy thứ đang thấy không? U là trời. Răng của nó dài dã man rợ luôn. Ôi không, nó đang to ra kia kìa. Đừng lo mà hai em, nó không có hại gì đâu. Chà, nhẹ nhõm cả người. Tuy nhiên, đó chính là gợi ý cho thử thách vẽ tiếp theo đấy. Dạ vâng, vậy là tụi em có số 5 trên giấy. Có lẽ mình biết nên làm gì rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc thêm các đường vào con số này. Một đường rích rắc xuống dưới này, thêm một con mắt nữa và không thể quên hàm răng. Khủng long phải có chân và tay nữa, anh chàng cũng cần biết đi mà. Ok, đến lúc thêm chút sắc màu rồi. Mình muốn cậu chàng trông thật đáng sợ. Một chút nữa thôi là xong này, tuyệt, trông ngầu cực. Đừng có mà copy bài của tớ đấy nhá. Này, thôi nào, cho bạn thân cậu tí hí xíu xíu coi. Đợi một chút, bút chì này. Mấy cây bút này thể nào cũng giúp mình giải quyết vấn đề cho xem. Ok, làm chặt chỗ này chút xíu nhá. Chỉnh sửa cây bút chì này nữa nhỏ. Mình đã khắc hình lên tẩy của mấy cây bút này nè. Hình trái tim bên này và hình ngôi sao bên này. Rồi nhá, giờ mình sẽ lật tờ giấy lại để bắt đầu vào làm. Ok, dùng bút dạ đáng tin cậy tiếp nào. Mình cần một hình quả trứng ở đây. Còn giờ tới phiên mấy cục tẩy. Nhúng vào cái sơn này. Và giờ là chấm chấm. Ok là dừng lại. Giờ cho cô xem tranh của các em nào. Chà, của em đây thưa cô. Mong là cô thích ạ. Còn đây là của em. Khủng long vẫn còn trong trứng ạ. Hả? Như vậy có được tính không ta? Nhưng tranh của em rất xinh nên em chiến thắng. Em ạ, thật sao cô? Tuyệt, em cảm ơn cô nhiều. Mình thích bim bim này. Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu chia sẻ với bạn bè đó. Với lại tôi thấy quả trứng ấy cũng dễ thương lắm. Cảm ơn cậu. Giờ cô giáo lại làm gì nữa vậy? Tớ chẳng hiểu luôn. Cô đang làm gì với khăn thế nhỉ? Cô ơi, tụi em vẫn ở đây này. Cô còn nhớ chứ? Chả, cô biết mà. Đây, tặng mấy em con hồng hạc. Là hồng hạc. Ok, sẽ vui lắm đấy. Tớ
Tớ sẽ dùng phương pháp yêu thích của tớ, đó là vẽ theo bàn tay. Ok, ngon lành, giờ xoay giấy nhé. Chú chim này chắc chắn là sẽ cần một cái đầu, rồi sau đó là một chiếc mỏ to đùng nữa. Ok, xong mắt rồi, giờ đến cánh. Và không thể quên đôi chân dài thượt nữa. Giờ đến phần tô màu. Hồng hạc thì đương nhiên phải có màu hồng rồi. Cậu ấy sẽ cực xinh khi mình vẽ xong cho xem, mình biết mà. Tiếp tục tô màu đi, tô tiếp nào. Và một chút nữa thôi này, xong nhé. Để tớ xem nào, giờ phải chắc chắn là kích thước chuẩn chỉnh nhá. Xỉ, cứ vẽ đại cho rồi. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhở. Ok, cậu ấy trông như vậy này, chắc thế đấy. Chuẩn rồi nhá, chính xác là hồng hạc luôn. Phù, nãy cô đi tắm sảng khoái lắm luôn á, các em vẽ xong chưa? Eo ơi, cái gì vậy này, gà đột biến hay sao thế? Ồ, chả tội ghê, tôi thấy cô nói cũng đúng. Còn tranh của em thì rất đẹp, em đã thắng thử thách hồng hạc, chúc mừng. Tuyệt, mình tự lực thắng một vòng nè. Nghe này, đừng buồn mà gái, tớ sẽ chia cho cậu. Này, cảm ơn nhá. Cậu giúp tớ vui hơn hẳn ý. Hoa hồng luôn thơm, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tuyệt vời, xịn ghê, đến lúc vẽ bông rồi. Hả? Ôi không, sơn của tớ trông khiếp quá. Trời ạ, mình phải làm gì bây giờ? Cần thêm họa cụ mới được. Xem nào, nên bắt đầu với màu gì ta? Chắc chắn là hồng rồi. Tớ không cho cậu mượn đâu, tớ đang cần mà. Xin đây, màu của tớ khô với gớm lắm rồi. Không là không, cậu phải tự tìm cách thôi. Xem nào, mình muốn vẽ bông hồng như thế nào ta? Phải xinh đẹp này. Ok, chuẩn, thế nào cũng xinh xắn lắm cho xem. Không thể tin nổi cậu ấy lại keo kiệt với mình, quá đáng ghê. Vì chuyện này mà mình cảm thấy áp lực quá rồi, mình cần hít thở. Wow, choáng váng hết cả đầu luôn rồi. Hả? Túi của mình bị sao thế này? Hay thật, bị dính màu mất rồi. Biến đi nào màu. Đã nói là biến mà. Gì đấy? Phải dùng màu trên giấy chứ các em kia. Hả? Dùng túi để tô màu đó. À, em hiểu rồi. Ok, chắc mình sẽ chấm chấm lên như cô chỉ. Một này, thêm một chấm bên đây nữa nhỉ. Không thể nào, hóa ra lại đỉnh của chóp luôn. Ai mà ngờ chứ. Để coi, còn làm được gì nữa nhở? Biết rồi, cậu ấy đi đâu thế? À, kệ xử đi, muốn làm gì thì làm. Cho em mượn nha cô. Em xin. Tuyệt, ok, có cọ vẽ rồi này. Đã đến lúc hoàn thành tranh của mình. Hoa mà thiếu lá xinh thì sẽ chẳng giống hoa tí nào đâu. Hết giờ rồi, cho cô xem tranh của các em nào. Ok, em sẵn sàng rồi, tranh của em đây. Nhìn đẹp không cô? Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, nhưng mà cô thấy xấu. Tranh này thì đẹp nha. Bé cháy luôn, chuẩn đó. Thế nên em ấy chiến thắng vòng này. Tuyệt, lại thắng nữa rồi. Không tin nổi luôn. Kẹo này, loại tớ thích đấy. Xem này, tuyệt, chúc mừng cậu. Oh, bé mèo xinh ơi, mẹ thương bé nhất nhà đấy. À phải rồi, còn thử thách. Các em hãy vẽ bé mèo nha. Oh, dạ vâng, em thích vẽ mèo lắm. Nói chung là em thích mèo đấy. Thế nào cũng rất tuyệt đây. Cậu ấy đang làm gì vậy, vẽ chữ cát sao? Gì thế, u là trời. Thế nào mình cũng thắng cho xem. Ok, đến lúc sử dụng tài vẽ mèo của mình rồi. Mình sẽ bắt đầu với một hình tròn. Mèo có thể tròn mà. Nhất là những em bé mèo mập mạp. Mình nên làm gì tiếp nhở? Đến lúc biến chữ này thành cái gì đấy đỉnh hơn rồi. Mình sẽ bắt đầu với khuôn mặt nhỏ xinh này. Không thể quên cái ria nha. Ok, xong cái đầu này. Một đường cong dài làm đuôi và lưng nữa. Cưng xỉu. Wow, tuyệt thế. Cho cô xem tranh của các em nào. Ta-da, đây là bé mèo nhà em ạ. Dạ thì em cũng vẽ xong rồi. Em bị phân tâm ạ. Chà, em không thể thắng nếu chưa vẽ xong nhỉ. Vì vậy, chúng ta biết ai thắng rồi. Wow, thích thật sự. Mình và bé mèo lại thắng một vòng nữa này. Tuyệt, bánh quy. Mình mê bánh quy lắm. Ok, đối với thử thách cuối, các em sẽ vẽ bướm bướm. Ok, đơn giản thôi, mình làm được mà. Hay là không nhỉ? Khoan, không, mình có ý tưởng hay lắm. Thế nào cũng hiệu quả cho xem. Mình sẽ bắt đầu với việc vẽ quanh cuộn băng keo này. Vẫn đấy nhỉ? Ok, vậy là ổn áp rồi. Giờ mình cần một hình tròn nữa ở đây. Vẽ theo viền cũng không khó đâu, nhưng phải cẩn thận một chút. Chuẩn rồi. Hả? Cậu ấy làm gì thế nhỉ? Oh, mình hiểu rồi, thông minh ta. Nhưng trong khi cậu ấy làm thế thì mình sẽ vẽ đè lên một thứ khác. Đây là em bướm bướm xinh mà cô muốn tụi mình vẽ chứ đâu. Mình sẽ đặt tờ giấy này lên trên máy tính bảng. Và giờ mình có thể vẽ đè lên bức tranh như vậy. Xong phần cánh rồi, giờ chuyển qua phần cơ thể này. Cái râu này, đến lúc khiến đôi cánh rực rỡ hơn rồi. Màu vàng và hồng hợp nhau quá đi. Mình rất thích luôn. Wow, sao cậu vẽ hay thế bộ. Dừng lại, đến lúc cho cô xem tranh của các em rồi. Dạ thì em vẽ sâu bướm á cô. Chà, em ấy vẽ bướm thật luôn này. Tuyệt đấy. Dạ vâng, nhưng bạn sâu bướm đã biến thành thật rồi ý cô.
Oh, cô rất ấn tượng đấy, cả hai em cùng chiến thắng. Tuyệt, tớ rất thích những lúc tụi mình cùng thắng, thật là tuyệt. Nhìn này, lần này là kẹo găm đấy, chúng mình còn chả phải chia cơ. Yay, thắng đậm luôn này. Hả? Úm ba la xì bùa, các em sẽ vẽ một cây kéo. À, sao mà khó điên đầu thế nhỉ? Thôi tớ chuyển trước nhá. Bắt đầu nào. Tớ sẽ vẽ quanh cái kéo này một phát. Ở đây trước nhé. Rồi xung quanh tay cầm. Rồi nè. Được đó chứ. Cậu ta đang làm gì vậy trời? Giờ đến bước cắt xé nè. Mình có đủ hoa tay cho trò này không nhỉ? Ồ, cẩn thận cắt vào tay đấy. Cái gì thế ta? Thôi kệ. Cái đống gì bay tung tóe vậy trời? Cứ nhảy vào hình của tớ suốt. Các bạn đã đoán ra được tớ vẽ gì chưa? Cậu bé này sống trên cây và thích ra ngoài vào buổi đêm đó. Hú? Chuẩn luôn, lúc nào nó cũng hú. Là anh bạn cú bé nhỏ của mọi người đây. Dễ thương xỉu luôn nhỉ. Gần xong rồi. Chuẩn từng cm luôn. Chỉ cần thêm chút màu mè nữa thôi. Mấy cái bút dạ quang này đỉnh thật. Sắp hoàn thiện rồi đấy. Ta-da. Thú vị đó. Tác phẩm của Melanie cũng hay không kém đó. Giỏi lắm các em. Đỉnh luôn. Nhưng mà ai sẽ dọn cái đống này đây? Đầy quần tớ luôn rồi. Khổ thân. Vậy là phần thưởng thuộc về Melanie rồi. Ủa, có chuyện gì vậy cả nhà? Sao cô mình lại có kẹo? Dạ cô ơi, cho tụi em ăn ké với nhá. No no, cái này dành cho thử thách mà. Để xem vòng quay này chọn chủ đề nào đầu tiên nhé. Minion á? Thật sao? Chuẩn. Oh yeah. Hả? Còn đây là chuối và giấy vệ sinh cho hai em. Tụi em phải làm gì về mấy thứ này ạ? Chà, xem đây này. Cô mình nhìn hâm dã man. Ôi là trời, nói chuẩn ghê. Nhưng tớ vẫn chả biết phải làm gì với cuộn giấy này. Đợi chút nào. Tớ biết nên phải làm gì rồi. Tớ cũng sẽ xài dây thừng này. Ok, có ly nước rồi này. Và màu vẽ luôn nhé. Ok, đây là cọ vẽ và chuối của tớ. Đến lúc thực hiện thử thách này rồi. Tớ sẽ bắt đầu bằng một cây bút để vẽ lên quả chuối. Và giờ tớ sẽ bắt đầu tô màu trắng trước nhé. Ngon lành rồi. Giờ tớ sẽ đến màu đen. Đen tất nhiên là để vẽ con người. Giờ qua màu xanh dương nè. Màu đặc trưng của Minion đó nha. Được rồi, cô hiểu em đang làm gì rồi. Răng nè, anh chàng này cười rất hài và cute nha. Mình sẽ dùng màu đỏ ở đây cho lưỡi. Đến cái yếm xanh đen này. Thử thách này vui thật đấy. Tuyệt, thế là xong. Minion của mình đã sẵn sàng. Wow, ê, nhìn tớ này. Tớ là Minion. Wow, cũng ấn tượng phết đấy. Nhìn y như thật luôn. Thông minh quá, cô rất hài lòng. Đây là Minion đã hoàn thành của em. Cô thấy sao ạ? Chà, cô nghĩ em là người thắng cuộc. Mấy chú Minion này xinh đấy. Chúc mừng, cậu làm tuyệt lắm. Cực kỳ xứng đáng luôn. Cảm ơn nha. Giờ ăn đến rồi. Úp vải gói mì xem nào. Và giờ là nĩa của Mỹ. Thơm ngon. Món gì vậy con gái? Vậy bố lấy luôn nĩa đi ạ. Ok là, đi mua nĩa rồi đánh chén thôi. Ơ kìa, sao lại hết nĩa được cơ chứ? Mình phải làm gì bây giờ? Mình thèm tô mì này lắm rồi. Ok, để ghé trường xem còn cái nào không. Tuyệt, một bầu trời nĩa luôn. Đỉnh của job. Ui là trời, tụi con nít này đông như quân nguyên thế. Không, lấy hết sạch nĩa rồi. Mình chỉ muốn ăn mì tôm thôi mà. Khoan đã, à đúng rồi. Sao mình quên được cơ chứ? Đến lúc giải quyết vấn đề giao nĩa khó nhằn này rồi. Mình sẽ vẽ viền trước, như vậy này. Chuẩn, hơi bị ổn áp đấy. Xong, mình làm nĩa từ bút 3D nè.
IQ vô cực là đây chứ đâu. Ngon như mình nghĩ luôn á. Wow, chán khiếp. Chán hơn con rán nữa. U là trời, tội thật kìa. Không thể tin nổi. Em lại đến muộn à? Thôi, vào ghế đi em. Cậu ấy ngồi cạnh mình kìa. Mong là hôm nay mình xinh. Cái gì đây? Mũ đầu bếp à? Chào cưng, cậu có khỏe không? Khỏe như voi ấy. Cậu ăn kem không? Tớ không ăn đồ vặt đâu. Wow, cậu ấy tuyệt ghê. Hả? Ôi má ơi, kem chảy lên áo mất tiêu rồi. Xùi dã man con ngan luôn. Nếu cậu ấy thấy thế, thì thế nào đám cưới của tụi mình cũng toang. Chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ chạy cho xem. Mà cậu ấy là vận động viên nữa, nên phóng nhanh lắm. Vết ố này sẽ phá hủy mọi hẹn ước. Làm sao mà bắt kịp cậu ấy đây? Đi tòng giấc mơ tuyệt vời rồi. Không! Ôi mẹ ơi, không được để chuyện đó xảy ra đâu. Chắc trong túi phải có cái gì hữu ích chứ nhở? Bút 3D của mình này. Tuyệt, chắc sẽ hiệu quả lắm đây. Ok là vẽ một hình tam giác trước này. Và giờ mình sẽ đưa bút tới lui để lấp đầy hình vẽ. Làm vậy đến tận đỉnh nhá. Được rồi, và giờ mình sẽ kẻ vài đường nghiêng. Ngược lại này, cho chúng nằm chéo nhau nhá. Nhìn được đấy, giờ chuyển qua màu hường. Cùng tô bên trong hình tròn tới vừa vẽ nào. Tới lui, màu sắc này cứ bị xinh xỉu ấy. Thế là xong. Ok, tớ sẽ thêm vài đường ngoằn ngoèo ở bên dưới hình tròn. Và đổi màu một lần nữa. Để thêm mấy đường lượn sóng lên cục kem như vậy. Và giờ tiếp tục tô bên trong. Bắt đầu thành hình rồi đấy, in như sô-cô-la luôn. Tuyệt, nhìn xinh như kem thật vậy. Mà phải thêm một tí cốm rắc nữa nha. Vài hạt nữa là xong xuôi rồi. Nhìn hết sể con nhà bà Bảy. Và giờ mình sẽ đặt miếng này lên vết bẩn trên áo. Không biết cậu ấy có thích không ta. Nhìn cậu ấy kìa. Mình lúc nào cũng thấy cô nàng này cute hết. Cậu sao rồi? Cây kem trên áo cậu nhìn xinh thế nhở? Gì đấy? Sao như tiếng nước ngoài thế này? Mình chả hiểu cái mô tê gì luôn. Đừng có copy bài của tớ. Phải làm gì bây giờ ta? Rồi, để xem nào, thầy nên gọi ai nhở? Thôi, đừng trốn đằng sau sách nữa em, lên bảng nào. Sao ạ? Bất công quá đi, em muốn được trả lời ạ. Ok, thầy đã viết tên chất rồi đấy, em phải chế tạo ra nó, bắt đầu với lọ này nhá. Này nhanh lên, đây là phòng thí nghiệm đấy, bắt đầu đi chứ. Có người gọi thầy, nhưng em cứ làm tiếp đi, rồi thầy sẽ xem kết quả. Không ngờ, thầy lại bắt mình làm cái trò này. Lấy cái cốc kia đi. Gì ấy, không phải cái đấy, cái kia cơ mà. Ý là cốc màu đỏ phải không? Học với trả hành. Cái đấy đấy. Khoan, cái lọ nhỏ này á. Tuyệt, ok, tớ biết rồi. Thế nào cũng hay hò lắm cho xem. Chắc mình phải trộn hai cái này với nhau nhở. Gì vậy trời? Sao nổ cái đùng vậy? Cậu ấy tin sái cả cổ luôn. Gì, toang rồi. Mình làm lủng bàn của thầy mất tiêu. Thầy sẽ thấy rồi mời phụ huynh mình cho xem. Cậu quá đáng lắm luôn. Phải làm gì đây? Mình không muốn bị đuổi học đâu. Khoan, bút 3D của mình này. Ok, chắc mình sửa được mà. May mà mình có mang theo nhựa trắng giống cái bàn. Mình sẽ vẽ mấy đường thẳng dài ngang qua cái lỗ trước. Giờ thì vẽ dọc lại nè mọi người. Nếu mình hoàn thành trước khi thầy trở lại, có lẽ thầy chẳng phát hiện ra cái lỗ đâu. Sắp xong rồi, vài đường nữa thôi à. Ok, hoàn thành. Mình đã vá được chỗ lủng. Đặt cái bình lên trên cho chắc. Mình chỉ cần diễn giả chân lên một tí tẹo thôi. Em vẫn ở đây à? Thôi được rồi, về chỗ đi. Tuyệt, ngày ăn kiêng cuối cùng đã kết thúc. Khắn dùm đi cần tây. Đến lúc đánh chén món gì đó thơm ngon hơn rồi. Ha, tiệc sẽ linh đình lắm đây. Quất liền thôi. Mình sẽ đổ hết chỗ sốt này vào mì. Khải vị bằng pepperoni. Ngon dã man. Cả hot dog nữa. Và giờ tới lượt mì gói. Chết mê luôn. Nhỏ này làm gì đấy? Mình phải chụp ảnh làm bằng chứng mới được. Chụp gần nhìn mới thấy này. Này, thôi đi mà. Ôi thần Linh ơi, tôi xin lỗi nhiều. Xem cậu làm gì với điện thoại của tớ này. Đây, dùng giấy lau sạch đi.
Tội lỗi ghê. Ủa, đợi chút nào. Đúng rồi, bút 3D của mình này. Mình nghĩ ra cách rồi. Ok, mình có một cái ốp điện thoại trong và bút của mình. Đến lúc dùng nhựa màu vàng để vẽ lên ốp rồi. Ngoằn ngoèo như run nhá. Chả phải cẩn thận lắm đâu, mọi người chỉ cần vẽ hết cái ốp là được. Thêm góc này nữa, làm xong rồi, hoàn thành. Đính đồ trang trí nữa mới xinh xẻo được nha. Ui là trời, cô té hột mê quá, nhìn như đồ ăn luôn ý. Thá đà, cậu thấy sao nào, nhìn có cưng không? Vì tớ làm để tặng cậu á. Wow, cảm ơn cậu, xinh lắm ý. Này, cậu muốn ăn mì với tớ không? Vậy thì thôi. Làm bài tập cả ngày là mình đau cổ quá. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi, mình chưa làm xong mà. Mệt mỏi lắm luôn đấy. Ngủ một tẹo thôi. Xem nào, đúng rồi, làm thế này là hết sức hợp lý. Áp dụng công thức là tính dễ ợt đấy mà. Chuẩn chuẩn, sao mình lại quên được định lý này nhở? Wow, làm được nhiều bài quá ta, ấn tượng đấy bố. Chỉ còn mấy dòng nữa thôi à? Đợi đã nào, đỉnh, thế là xong. Bài tập về nhà của tớ, IQ vô cực của tớ. Ướt sũng và mất hết chữ rồi, không. Ôi má ơi, bài tập của mình có ướt không thế? Tạ ơn thần linh, mình chỉ mơ thôi. Hello, cậu vẫn đang làm bài tập đấy à? Wow, sao nhìn dữ vậy bà? Cậu giận tớ hay gì? Không, mình chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu, phải ngăn ngừa từ bây giờ. Bút 3D của mình đây rồi, cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Tớ sẽ lật ngược cái cốc này lại, sau đó vẽ theo miệng cái cốc bằng cây bút chì này. Vẽ hết vòng tròn nha, thế là xong, để cái cốc ra chỗ khác được rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu với việc tô hết vòng tròn này. Cách dễ nhất là cứ đưa bút tới lui đó nha. Nhưng đừng lo nếu tay bạn hơi run một tẹo, cứ làm tiếp nhá. Mấy đường này chẳng cần thẳng như thước đâu. Chuẩn rồi đấy, còn mỗi tẹo thôi. Ta-da, tớ đã làm xong cái nắp cho cốc rồi, cũng chưa xong hẳn ý, phải thêm vài đường uốn lượn nữa này. Và rồi tớ sẽ nối nó với cái nắp tiếp theo. Nhớ tô đầy hình dạng này nha mọi người. Và khi đã xong xuôi thì tớ sẽ làm thêm vòng quanh cái cốc. Cái này cũng phải được tô kín nhá. Yay, xong hẳn rồi, phải thử một chút mới được. Đỉnh của chóp không bị rơi ra luôn. Cái nắp này đúng là xuất sắc. Wow, cậu làm cái nắp này đấy á. Nhìn này, tớ vẫn uống nước được luôn. Và rồi chỉ cần đậy nắp lại là xong. Giờ tớ chẳng phải lo sợ bài tập bị hỏng nữa rồi. Hết đổ tèm lem nhá. Chiếc bánh kép này tròn trịa hoàn hảo luôn. Hẳn sẽ ngon nhức nách đây. Tớ không muốn chơi lò cò đâu. Mùi gì mà ngon lành cành đào ghê. Phải đi tìm thử mới được. Ui, mẹ làm bánh kép à? Của con đấy, con gái rượu của mẹ. Mẹ làm xong rồi, chỉ cần lật chiếc này nữa thôi. Đẩy cái xẻng xuống dưới bánh này. Ơ kìa, trời đất ơi, tay cầm bị gãy mất rồi. Mẹ phải làm gì bây giờ con? Con biết rồi, để con dùng bút 3D ạ. Đến lúc vẽ rồi nhớ. Đúng là hình dạng của cái xẻng rồi. Tuyệt, nhưng vẫn chưa xong đâu nha mấy bồ. Tụi mình phải thêm vài hình dạng ở giữa nữa. Đấy, giờ tớ sẽ đổ màu cho xinh. Hãy tô kín các khoảng trống bằng màu cam nhớ. Nhưng đừng tô vào mấy hình oval, để nguyên mới giống thật được. Giờ đến lượt cái tay cầm này, tớ cũng không tô hình tròn ở đầu tay cầm đâu các bạn ạ. Chắc cái xẻng này sẽ được việc nhở. Con bé kìa. Mẹ ơi, con làm cái xẻng mới tanh này mẹ. Giờ mẹ có thể lật cái bánh cuối cùng rồi. Ok, để mẹ thử xem. Trời đất ơi, y như hàng thật luôn. Ok, vậy là được ăn sáng rồi. Chuối và siro sô-cô-la nữa, nhìn ngon xỉu ngang luôn á. Đến lượt mị, nhìn nó quay kìa. Hả? Trông cũng đơn giản. Nữa hả má? Ok, được rồi. Không ti hí nha. Thích phần này ghê. Chuyện gì đấy? Màu đâu nhỉ? Chà, có cọ vẽ mới tròn chứ. Chắc tớ giúp được đó. Tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Cầm nè. Ok. Cậu biết chơi cái này hả? Không được đâu. Cậu luôn mang cái này theo hả? Còn cái này? Thôi. Liêu à, cậu còn cái gì nữa thế? À ha, cái này trông hữu ích nè. Thật à, tự mình dùng nó được đấy. Chuẩn bị nào bồ.
Tớ sẽ thêm chút sơn lên khung toàn. Như vậy là ổn. Giờ đến lượt cái bàn trải. Mình sẽ dùng bàn trải để vẽ thành hình lông vũ. Các màu sắc hòa quyện nè. Nhìn tuyệt chứ này. Liêu ơi, bỏ cái bàn trải xuống coi. Tin tớ đi. Thật ra thì trông cũng ra gì đấy. Mình phải đánh răng thôi. Đừng mà Liêu. Miệng tớ hôi quá. Tớ thấy không ổn tí nào cả. Trông tớ sao nè. Không trả lời thì hơn. Ít nhất thì bức tranh cũng đã hoàn thành rồi. Wow, đẹp quá đi. Cậu đừng soi gương nhé. Hả? Tớ đã cố cảnh báo cậu rồi. Răng tớ dính cái gì hả? Mình sai quá sai rồi. Nhấn luôn đi má. Cảm ơn. Hồi hộp quá đi. Tuyệt thật sự. Bất công quá đi. Trò chơi này xàm xí ghê. Chơi đi. Tụi mình cần màu nữa. Ngon lành. Chỉ chỗ cho tớ với. Điên, tớ giúp cho. Rồi đấy. Cảm ơn, cậu là nhất đó. Tớ có thể làm được mà. Chút xíu nữa thôi. Ok, vậy là ngon lành nhé. Cứ tưởng là có động vật thần làm mẫu cơ. Chơi nào, mình sẽ bắt đầu với mặt nhé. Trông chả đẹp thế nào. Giống hỉ luôn. Thử lại lần nữa nào. Mình sẽ vẽ một con cá. Cá dễ ẹc đấy mà. Thế này còn giống hơn. Sao mà khó thế nhở. Ok, mình vẽ một bé cún cưng đi. Đấy đâu phải cún. Trông như hâm vậy. Bực quá đi mất thôi. Mình nên làm gì đây. Màu đâu ta. Mình sẵn sàng rồi này. Đi nè. Cảm giác ghê quá đi. Thôi vậy đi thôi. Bực hết cả mình. Sky ơi, xem cái này nè. Cái gì? Thì sao? Đợi đi. Để tớ dính mắt lên đó. Nhìn hài quá đi. Là cua đó mà. Trông hay phết. Sao tớ lại có tờ giấy này nhỉ? Hai em có thích chú heo đất bé xinh này không? Em hiểu rồi. Đầu tiên là vẽ mấy trái tim chiếu chiếu nè. Rồi mọi thứ sẽ đơn giản như đang giỡn luôn. Mình đang vẽ kìa. Chắc mình cũng phải thử thôi. Có gì để mất đâu. Đâu ra cả đống bụi phấn luôn này. Mình thắng vòng này chắc rồi. Thêm vài nét ở đây nữa thôi. Chắc mình phải dùng ngón tay nhỉ. Đây là mắt của heo nè. Thấy không bà con? Là heo xinh đó. Đừng quên cái thân nha. Sắp xong rồi nè. Tranh của Nick xinh đấy. Phải có màu vào nữa mới sinh động nè. Ok là thêm chiếc đuôi là xong rồi. Đấy nhá. Hoàn thành. Chào bức tranh thắng cuộc đi bạn Hiền. Tranh của tớ thì không cầm lên được. Để cô xem nào. Ổn lắm nhá. Nhiều bụi quá. Trời ơi Melanie à. Em xin lỗi ạ. Tiếp theo là gì ta? Một cục Rubik đó. Cái này hơi căng đó. Một cây thước và một cây bút chì sao? Tớ biết rồi. Mình sẽ dùng thước để kẻ một đống đường thẳng. Mấy góc này sẽ làm tranh của mình biến thành hình 3D đó. Nick đang làm gì vậy ta? Làm sao mà xịn thế nhở? Chỉ cần xoay giấy thôi hả? Phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đó nha.
đổ bóng đúng thì hình sẽ sống động lắm đó. Thấy không nào? Dùng bút chì để thêm tí tương phản nè. Sắp xong rồi. Tiếp theo là một chút đổ bóng nhạt màu xịn sò. Khó thấy lắm đó. Đổ bóng thế này để hình nổi lên đó. Chuẩn chỉnh rồi. Sao mà cậu ấy làm hay vậy ta? Nó nhảy ra khỏi tờ giấy luôn kìa. Đỉnh của Chop luôn. Chiêm ngưỡng nè. Đấy, bút chì tới đây. Tớ cũng muốn thử nữa. Xem này. Cái gì vậy ta? Nó di chuyển đó ạ. Wow, vẽ tốt lắm Nick. Cứ như thể mấy cái này đang bay vào mặt mình ấy. Lại gần hơn nào. Nhìn này. Coi cậu ấy hâm hâm kìa. Ha. Quan sát những màu sắc bay bổng này đi bà con. Đã trắng mặt chưa thế? Một cú xoay nữa này. Và hoàn thành. Ôi toang rồi. Hả? Mặt cô có gì à? Cứ như là trang điểm kiểu trừu tượng ấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mẫu trang điểm nào như vậy hết. Chà, chuẩn bị sách vở để vào lớp thôi. Wow, hay quá đi mất. Mình nên chọn kiểu tóc nào đây? Không, xanh không hợp. Kiểu này được này. Chúng ta sẽ chọn số 3. Chẳng hiểu đây là cái gì. Thả ra, của tớ mà. Cho tớ xem một tí. Wow. Chuyện gì vậy? Cuối cùng các em cũng ở đây. Chào mừng đến với thử thách vẽ. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Đầu tiên chúng ta có nổi trống lên. Chủ đề cầu vồng. Wow, em thích cầu vồng. Thôi làm cho xong đi vậy. Mình cần lấy một thứ trong túi. Mình cũng kiểm tra túi. Có gì đây ta? Túi của cậu đấy á. Mình có thể dùng tiền cho bức tranh. Ê, quên mình có cái này. Vẫn thơm lắm nha. Cậu đang đùa tớ à? Tớ beautiful mất thôi. Tớ đùa thôi mà. Tớ chỉ cần một chiếc bút. Tất nhiên là bút khảm kim cương rồi. Cái này đâu ra vậy? Mình đã nghĩ ra một ý tưởng. Này Kendall, bỏ nó ra xa khỏi tớ đi. Phát khiếp. Ok, đầu tiên tớ sẽ gấp một tờ giấy. Tớ sẽ đặt hộp thiếc đựng bút lên và vẽ một hình tròn quanh miệng. Sau đó tớ sẽ vẽ một khuôn mặt. Bắt đầu với đôi mắt này. Tớ sẽ vẽ miệng cười trên nếp gấp. Nụ cười đáng yêu quá. Giờ tớ sẽ mở tờ giấy ra. Tớ sẽ dùng tập tiền này làm thước kẻ. Nối hai đường lại này. Đã đến lúc tô màu rồi này. Tớ muốn dùng các màu sắc thật tươi tắn. Và tớ sẽ vẽ cầu vồng bên trong miệng. Giờ tớ có thể gấp giấy lại như cũ. Đẹp quá đi. Hãy xem này. Dễ thương lắm đúng không? Wow, cô cũng há hốc miệng luôn. Britney vẫn còn chưa bắt đầu nữa. Phải có gì đó cho mình dùng chứ. Này, mình tìm thấy phấn cũ. Mình chắc chắn có thể sử dụng phấn. Mình chỉ cần chiếc búa thân quen. Mình sẽ cắt một khuôn tô hình con bướm. Mình sẽ đặt nó lên một tấm bìa màu đen. Tiếp theo mình đặt phấn vào khuôn. Sau đó đập nát phấn ra. Oh yeah, thấy đã ghê. Việc này làm mình thấy bớt căng thẳng. Giờ mình có thể bỏ khuôn tô ra. Vậy là mình có một chú bướm xinh đẹp. Xuất sắc lắm các em. Em biết. Quyết định này thật khó khăn. Nhưng Britney thắng. Thật ạ? Wow, em cảm ơn. Chẳng công bằng gì cả. Này, đừng buồn mà, tớ thích tranh của cậu. Này, không khí thật lãng mạn. Thử thách tiếp theo đây. Một hình trái tim. Để truyền cảm hứng cho các em, cô đã mời khách đặc biệt. Nhìn sang bên trái kia kìa. Xin chào các quý cô. Anh gọi đây là ngọn lửa cháy âm ỉ. Xỉ, may mà mình đã mang theo máy thổi gió. Đẹp trai quá. Này, tớ thấy anh ấy trước. Phải thắng vòng này mới được. Mình phải tạo nên thứ gì đó đặc biệt. Đưa trái tim đây này. Thêm nữa đi. Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Tôi không chịu được áp lực đâu. Của cô nè. Đúng thứ mình cần rồi. Brian như soái ca vậy. Tụi mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Ok, vào việc thôi. Đầu tiên là một thông điệp lãng mạn. Đây chính là tiếng lòng của người con gái này. Tiếp theo, mình dùng bút vàng vẽ viền xung quanh. Thêm vài ngôi sao này. Mình đã viết thông điệp lên các trái tim khác. Mình sẽ chọn trái tim này. Gấp hai bên vào. Mình sẽ miết chặt để tạo thành nếp. Giờ thì gấp phần đỉnh xuống.
Vậy là thành một bao thư nhỏ. Mình sẽ dùng nhãn dán để đóng lại. Mình đã làm các bao thư khác. Đây là một bộ sưu tập thư tỏ tình tí hon. Móc khóa này siêu dễ thương luôn. Wow, nhìn đẹp thật đấy. Thử thách này có vẻ khó hơn mình tưởng. Mình vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì. Ok, thử nào. Mình sẽ vẽ một trái tim. Nhưng đây không phải là trái tim thông thường. Một trái tim độc đáo và dễ thương. Chào đằng ấy. Anh đã phải lòng nàng vô gia cư. Còn bức tranh này hơn cả lời muốn nói. Hoa cho người đẹp. Wow, đúng là một quý ông. Còn gì đây? Tặng cho anh sao? Tuyệt đẹp và đầy tài năng. Tài sắc vẹn toàn. Anh có một thứ cho em. Trái tim em loạn nhịp rồi. Ừ, anh hay thấy phản ứng đó lắm. Có gì cho em không? Im lặng đi, Hoa đã có chủ. Cũng tiện tay ghê. Đùa chút xíu thôi mà. Thử thách tiếp theo là cọ vẽ. Britney đâu? Đừng nhìn em chứ. Thôi kệ đi, vẫn cứ bắt đầu nhé. Làm đi nào. Vòng này cũng dễ ợt. Alo, cho tôi đặt hàng nhé. Dịch vụ tốt thật đấy. Thích mua sắm ghê. Thích nhất là mua sắm thả ga. Ok, chúng ta đập hộp thôi nào. Sao người ta nhét vừa vào hộp này được? Nặng dã man. Nhưng đúng ý mình. Mình không cần cái hộp này nữa. Xin lỗi, em đến muộn. Ôi giời ơi, đấy là giấy vệ sinh đấy à? Hả, cậu đang nói về cái gì cơ? Ồ, phải, úi. Xấu hổ quá đi mất. Tớ đã bỏ lỡ gì? Khoan, tớ cần làm một việc đã. Dừng lại đi. Oh yeah, đã quá mẹ ơi. Oh, dùng tăm bông luôn. Tớ không cần cọ vẽ đâu. Bẻ cây tăm bông làm đôi. Sau đó tớ quấn giấy vệ sinh ra ngoài. Tớ quấn chặt tay một chút này. Tiếp theo tớ sẽ bọc trong giấy bóng màu xanh. Thế này này. Tiếp theo đó tớ cần một nhãn dán. Nhãn dán sẽ giúp tớ cố định. Ok, đấy. Tớ sẽ nhét nó vào ống trong suốt này. Vậy là được rồi. Tớ sẽ nhúng một đầu bông vào sơn hồng, giống màu của giấy bóng cuộn bên trong này. Sau đó tớ sẽ trà đầu bông lên tờ giấy. Khi đã hoàn thành màu hồng, tớ sẽ đổi tăm bông khác. Đến màu xanh dương này, tớ sẽ để sơn ngấm vào tăm bông. Và tớ có thể tiếp tục nhiệm vụ vẽ tranh. Cái quái, đã bắt đầu rồi hả? Hãy chờ mà xem đây này. Tớ có kế hoạch lớn. Tớ chuẩn bị tạo nên một kiệt tác đấy. Hoàn thiện rồi. Hả? Sao cậu lại làm thế? Em thua. Em xin lỗi, em lỡ tay thôi. Xin lỗi nha, cô cần bổ sung kali ấy mà. Đây là thử thách tiếp theo. Thực hiện thử thách nãy giờ cũng đói ghê. Mua gì đó cho tôi ăn đi. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi. Thử gì trước đây ta? Wow, nhìn hấp dẫn quá. Tớ muốn ăn. Bỏ ngay cái tay của cậu ra. Không muốn cậu động vào thức ăn của tớ đâu. Thôi mà, cậu không ăn hết được đâu. Rồi, cho cậu quả trứng này. Bắt lấy. Wow, từ từ, đừng làm rơi. Suýt thì mất ăn. Cảm ơn nhé. Tớ sẽ đập trứng vào một cái bát. Tớ sẽ tách riêng lòng đỏ trứng. Tớ sẽ cho lòng đỏ vào một bát khác. Tớ sẽ dùng ngón tay chọc cho nó vỡ ra. Cảm giác nhớt nhớt. Tiếp theo, tớ cần một lượng dầu nhỏ. Thêm một chút xíu nữa. Giờ thì khuấy đều lên. Tiếp theo tớ dùng xi lanh hút hỗn hợp này. Có xi lanh thì làm sẽ dễ hơn. Và cũng không lo giấy bẩn. Tớ sẽ bơm hỗn hợp trứng vào sơn dạng bột. Không cần nhiều đâu. Chỉ cần vài giọt thôi. Mình sẽ dùng một chiếc cọ để trộn trứng với sơn. Chắc là được rồi đấy. Giờ mình sẽ lấy vỏ trứng và bóp nhẹ như thế này. Mình muốn bẻ vỏ trứng thành các mảnh nhỏ. Mình sẽ lấy một mảnh vỏ này và sơn nó màu xanh dương. Mình rất thích màu này. Mình đã vẽ một bình hoa, giờ mình sẽ dán vỏ trứng lên đó. Sau đó gắn các bông hoa. Bụng no căng rồi, không ăn nổi nữa đâu. Khoan, có lẽ mình đã ăn quá nhiều. Wow. Úi, xin lỗi nhé. Được thấy cũng đỡ. Mình không muốn lãng phí thức ăn. Nhưng mình có thể dùng bông cải này. Mình đã sơn màu xanh cho một tấm bìa. Và mình sẽ dùng bông cải xanh làm cọ vẽ. Mình sẽ chấm sơn lên khắp tờ giấy. Dùng các màu sắc khác nhau này. Mình đã vẽ được tán lá nhiều màu. Em xong rồi. Đẹp thật đấy. Cô thích lắm. Đầy tính sáng tạo. Quyết định sao đây ta? Khó quá. Nhưng Kendall thắng. Yes. Tớ là đỉnh nhất. Ok. Tém tém lại dùng Picasso. Whee. Nhìn nó xoay kìa. Nhìn lên chủ đề tiếp theo đi nào. Hồi hộp thật đấy. Cô đang đùa ạ?
Em chẳng hiểu là tụi em phải làm gì nữa. Ồ, áo sơ mi bị sổ chỉ mất rồi. Có một sợi nữa này. Chỉ cần thế thôi. Có khi dùng được cái đó nữa. Mỹ phẩm. Chắc Kendall sẽ không biết đâu. Cơ hội đây rồi. Cứ giả ngơ thôi. Không có gì đâu nhé. Lấy được rồi này. Mình sẽ kéo chỉ qua thỏi son. Rồi đặt sợi chỉ lên sổ tay. Mình sẽ xếp nó theo hình gợn sóng. Sau đó mình đóng cuốn sổ lại. Rồi kéo sợi chỉ. Vậy là ta có một bức tranh trừu tượng. Đẹp quá đi. Wow, quả thật tranh của cậu rất ấn tượng. Khoan, Britney, ơi. Thỏi son ở đâu ra nhỉ? Cứ giữ đi. Tớ sẽ dùng cọ này. Tớ sẽ sơn màu đen cho toàn vẽ. Chỉ cần sơn một nửa thôi. Sau đó tớ sẽ phun một đường keo. Tớ sẽ phết keo sang phần sơn đen và toàn vẽ trắng. Thế này này. Trước khi sơn khô, tớ sẽ rắc kim tuyến lên trên. Phải thật nhanh tay đấy nhé. Cũng mệt ghê cơ. Hả? Vàng đấy à? Dùng để vẽ tranh sẽ đẹp lắm đấy. Cả gầu cũng sặc mùi tiền. Nhưng mà tớ cũng nên thử loại dầu gội khác. Tớ sẽ đặt khuôn tô hình trái tim lên toàn vẽ và lấy một bình sơn xịt. Tớ sẽ xịt lên phía trên khuôn tô. Màu tươi quá này. Tớ sẽ cẩn thận lấy khuôn tô ra. Wow. Tớ sẽ treo tranh này lên tường. Đẹp phải không ạ? Thế à? Xem tranh của tớ đi đã. Wow, mắt tôi. Không thể nhìn thấy gì. Bỏ xuống đi. Đỡ rồi đấy. Wow, vẻ đẹp choáng ngợp. Đúng là rất độc đáo. Lần sau nhớ cảnh báo tớ trước. Wow, quá trời đồ xịn sò. Vậy là thử thách đã kết thúc. Đã đến lúc tuyên bố người chiến thắng. Em, chọn em đi. Mình hồi hộp quá. Sẽ là ai đây? Đó là Kendall. Thật không thể tin nổi. Mình đã cố hết sức. Làm tốt lắm. Khoan đã, mình chia phần thưởng nhé. Thật á, cậu nói thật á? Woohoo. Tớ chẳng thích ôm ấp đâu. Một hành động đẹp đẽ. Nghệ thuật luôn chiến thắng mà. Sẵn sàng, tớ chuẩn bị ném bóng nha. Ném đi, tớ sẽ ném mạnh đấy. Này, bắt được rồi, tại tớ nâng tay với cậu. Ok, ném bóng lại đây. Ok con dê, tớ sẽ ném cực mạnh luôn đấy. Wow, cẩn thận. Cái quái. Ý, không ổn rồi. Mình sẽ trở thành họa sĩ tài ba. Nghe ngớ ngẩn quá. Hả? Tranh của tôi. Úi, rất xin lỗi anh. Này, mấy người làm gì vậy? Hỏng tranh của tôi rồi. Cậu ấy nhắm mục tiêu quá tệ. Đúng vậy. Em xin lỗi với bức tranh của anh. Anh biết không, tụi em đã cải thiện nó. Nghiêm túc đấy hả? Thủng một lỗ rồi kìa. Khoan, chuyện gì vậy trời? Thờ, họ đã rơi vào bẫy của mình. Đây là đâu? Trông có vẻ thú vị. Tất cả là tại cậu. Không biết chúng mình sẽ làm gì. Ê, cậu nhìn kìa. Một con ma. Tớ thích nghệ thuật ma mị. Vậy tớ phải làm gì với mấy thứ này? Không thể chờ thêm được nữa. Hãy bắt đầu thôi. Mình sẽ cần một tấm giấy bìa màu đen. Mình sẽ bóp sơn trắng lên đó. Sau đó mình sẽ phết sơn ra. Sau khi sơn khô mình có thể vẽ thêm. Con ma này có vẻ cô đơn. Nó cần vài người bạn. Mình sẽ cắt một lỗ trên tấm giấy bìa khác và trang trí nó bằng hình mạng nhện. Nó trông giống như một khung ảnh. Cứ như chân dung gia đình. Và dán nó vào giấy bìa trắng. Có một bất ngờ bên trong đấy. Sợ chưa kìa. Cậu xem đi, khá rùng rợn phải không? Làm sao mình thắng được cậu ấy nhỉ? Khoan, có cách rồi. Mình sẽ đặt bàn tay lên tờ giấy. Lòng bàn tay hướng lên trên. Tiếp theo là sơn màu trắng. Nhọn quá đi. Mình sẽ tô kín bàn tay. Sau đó nhấn bàn tay lên tờ giấy. Đừng lo, vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ lật ngược tờ giấy. Bàn tay sẽ ở mặt dưới. Tiếp theo mình sẽ viết một thông điệp lên giấy. Cứ thong thả thôi. Thật khó để nhìn thấy. Tiếp theo là sơn màu đen. Mình sẽ vẽ một đường ngang trên đầu trang. Không cần nhiều đâu. Sau đó mình sẽ kéo nó xuống dưới. Đó là khi phép màu xảy ra. Mình sẽ vẽ hai con mắt. Vẽ vào ngay đây nè. Ok, xong rồi. Hãy nhìn con ma gớm ghiếc nè. Cậu thấy thế nào? Như thế mà gọi là đáng sợ á? Đây mới là con ma đáng sợ. Bù. Sợ tí mật. Đồ số tính. Để xem ai đã thắng. Khoan, tỷ số hòa. Thật tuyệt vời. Công bằng mà. Không, đâu có. Tớ muốn nói chuyện với người quản lý. Thật sự rất vui. Và chúng ta có một chiếc lá. Ai nghĩ ra thứ này chứ? Trò đùa đấy à? Tớ không đặt ra quy tắc.
Ok, để đấy cho tớ. Không cần cái này nữa. Xem nhé, tớ vẽ lá trên tờ khăn giấy này. Bây giờ tớ sẽ lật lớp trên cùng lên. Tớ sẽ vẽ vào lớp giấy bên dưới, dùng vuốt lông các màu khác nhau. Bây giờ nhìn nó khá lung tung. Nhìn tin tớ đi, tớ biết mình đang làm gì. Cần xong rồi nè. Ok, tạm thời là như vậy. Tớ sẽ lật lại lớp giấy phía trên. Tiếp theo tớ sẽ cần cọ vẽ và nước. Đầu tiên tớ nhúng cọ vào nước, sau đó tớ sẽ chấm cọ lên khăn giấy. Nhưng đừng làm ướt quá. Mỗi lần tớ chỉ dùng một xíu nước thôi. Thế này nè, mở cửa lớp giấy bên dưới đang bắt đầu hiện lên. Trông nó sẽ rất sặc sỡ. Ưng cái bụng quá đi mất. Này Olivia, tớ xong rồi. Wow, tớ thích nó. Tớ đoán được mà. Đến lượt cậu. Thử thách này khó hơn mình tưởng. Nghĩ xem nào. Khoan, có cách rồi. Nhưng mình sẽ cần một chiếc lá thật. Mình luôn mang theo bên mình, phòng khi cần. Mình sẽ đặt nó lên bàn, sau đó bọc nó bằng giấy. Mình sẽ dùng tay nhấn nó xuống, sau đó trà màu lên khắp tờ giấy. Điều này sẽ tạo nên ấn tượng về chiếc lá. Ok đấy, nhưng mình sẽ làm nó đẹp hơn nữa. Mình sẽ đổi màu. Bức tranh này sẽ đẹp tuyệt vời. Vậy là được rồi. Cậu nhìn đi nè. Tớ phải tỏ ra trầm trồ à? Ồ, tớ chưa xong đâu. Tớ sẽ cắt hình lá ra. Tớ sẽ cắt theo các đường viền. Cứ làm thật cẩn thận, tớ không muốn làm hỏng nó. Ta-da! Xinh quá! Không phải gu của tớ. Tớ có linh cảm tốt về vòng này. Này, tớ thắng rồi! Ha, cậu có thấy không? Ồ, thật không công bằng. Ôi không, tớ chuẩn bị hết rồi. Để cho tớ. Hát-chiu! Quá trời nước mũi. Nhìn mà xem. Tớ xin lỗi. Trả cho cậu nè. Tác phẩm của tôi. Không, cậu giữ đi. Vậy nghĩa là tớ thắng à? Lại đến lúc quay rồi. Đây này, xem nhá. Vòng quay quay đều này. Có vẻ nó chọn một bầu trời đầy sao rồi. Biết rồi, Sơn đâu vậy ta? Mình phải bắt đầu thôi. Sơn và cọ đều đã sẵn sàng rồi. Vẽ vời thôi. Ok, tớ sẽ bắt đầu với màu đen. Tớ muốn vẽ một đường. Giờ là một giọt màu xanh bên dưới. Và rồi thêm các giọt màu tím, xanh dương, trắng, vàng và cam. Giờ tớ sẽ quẹt màu từ bên này qua bên kia. Tớ đang thực hiện hiệu ứng chuyển màu đấy. Ok, để tớ tiếp tục với màu vàng xem nào. Tuyệt quá, nhìn xinh lắm. Giờ thêm màu đen dưới đây nào. Có lẽ tớ sẽ thêm vài hình ảnh vào chỗ đường chân trời nữa. Hàng rào nho nhỏ xinh đấy, ngay bên cạnh cái cây này. Tớ không thích cây khô đâu, chấm chút chút sẽ tạo ra lá cây. Ồ, tuyệt lắm, chắc mình phải bắt đầu thử xem sao thôi. Màu xanh đi, thêm chút xíu màu nhạt nữa này. Yeah, đỉnh. Mình thích mấy màu tối tối, nhìn vui phết. Được rồi cọ vẽ ơi, em đã sẵn sàng chưa? Wow, mình rất thích kết quả này luôn ý. Xem Sơn trải ra không toan này. Như vậy đấy, cứ tô đến đáy tranh nhá. Sơn dính ra tranh của mình rồi. Mà khoan, nhìn đỉnh chưa này. Cô ơi, xem tranh của em này. Em vẽ xong bức trời đầy sao rồi. Tuyệt, cô đã thấy rồi. Tranh của em quá là mãn nhãn luôn. Tuyệt, em cảm ơn cô. Em rất xứng đáng đó. Chắc em chẳng ăn nổi nữa đâu chị ơi. Còn một miếng nè. Để chị ăn cho. Nhưng em cũng muốn. Mình có ý này. Úi giời, tay em lỡ đi lạc. Gớm ghiếc quá. Rồi, này thì lạc này. Đủ con nít. Tại em mà. Hai đứa ơi, nhà này không chứa chấp cách cư xử như vậy nhá. Đủ rồi. Có muốn bị cấm túc không? Hay là mẹ nghĩ ra hình phạt xứng đáng rồi đây? Tụi mình ở đâu đây? Mẹ là phù thủy sao? Thôi kệ đi, bánh nè. Nhường chị quay trước đấy. Ok là luôn. Dưa chuột muối á? Ok, thử xem ngon không nào. Yep. Chị nếm phát đây gái. Giòn ghê. Lên bánh nằm nào, dưa ơi. Nhìn xinh xẻo ghê. Đặt thêm một em ở đây nhá. Tụi mình cần bàn về kỹ năng làm bánh của chị đấy. Phải cải thiện nhiều lắm. Đến em. Kẹo con mắt này, ngon lành. Để xem nào. Hiểu không cả nhà? Mắt và xem đó. Mình chúa hề thật. Ăn chú kẹo này phát. Cứu, cứu với. Ôi không, phải làm gì đây? Có nên gọi xe cứu thương không? Mẹ ơi, bị nghẹn. Chị biết rồi, hơi đau nhá. Wow, trúng phốc luôn. Mắt của em đi lạc này. Cái bánh dưa muối của chị bị hỏng rồi. Đưa đây em, chưa gì đã thấy xinh hết sức rồi. Quá sang chảnh.
Em lạ lùng ghê. Đã xong nhá. Chị quay đây. Hồi hộp thật sự. Kẹo bông. Tuyệt. Nhìn không phải ổn, mà là đỉnh. Bánh của mình sẽ xinh lắm luôn. Vị kết hợp lại thì chỉ có... chất. Mình thích kẹo bông, cho xem xíu nhá. Đến lượt em, cho mị món gì ngọt ngọt nha. Ớt xào. Ôi, ôi không. Có lẽ cũng không đến nỗi nào nhở. Ý em là nhìn nó không cay lắm ấy. Nhưng thử thách là thử thách. Ít ra màu sắc này nhìn cũng xinh xẻo. Bình tĩnh, ăn kẹo bông thôi. Đừng cười. Em lo lắng quá à. Cơ mà một quả nữa cũng không sao đâu nhở. Đấy. Ôi không, nhìn hãi hùng quá. Để mình thổi xem sao. Tránh ra nào, cứu hỏa đây. Phù, mấy quả ớt đấy nhỏ mà có võ ghê. Cảm ơn chị yêu, em cứ tưởng cái bánh chuẩn bị đi đời rồi chứ. Suýt thì toang nhá. Lần này em đi trước đi. Không, em sợ lắm, chị quay đi. Rồi, quay thôi làm gì căng. Đúng là mấy món khủng khiếp nhá. Mực sao? Ok. À, em có thấy không bé? Quý khách xinh đẹp gọi món phải không nhở? Ngon miệng nhé. Trơn tuồn tuột luôn, khiếp quá đi mất. Hay mình tưởng tượng nó là kẹo nhở? Thôi, kẹo gì mà hôi rình. Đặt lên mặt bánh này, mong dưa muối sẽ át mùi mực. Kinh khủng khiếp quá. Ok, để xem em có món gì nào. Oh yeah, marshmallow, đỉnh của chóp. Nhiều thật sự, phải nếm một cái mới được. Trò chơi này tuyệt vời ghê. Mấy em kẹo nằm ở đế bánh nhá. Nhìn dễ thương quá đi. Là la la, chị không làm gì cả. Chị ăn một miếng đi, đừng bắt em ăn mực là được. Em quay nha. Nha nha nha. Nhường cô đấy. Cảm ơn chị. Cá sao? Ok, em đã sẵn sàng. Bao tay, đã có. Mặt nạ, đã có. Đã đến lúc triển rồi. Hình như cá tốt cho sức khỏe lắm. Nhưng không hợp bánh kem tí nào. Chắc vị sẽ tệ lắm. Ngồi tận đây mà còn ngửi thấy nữa. Thum thủm dã man. Còn cá số 2 này, chị quay luôn nha bé. Oh, S à? Cái gì vậy ta? Nhìn bá cháy ghê. Thử luôn cho nóng nào. Trời ơi, xịn xò con bò chưa này. Nhắm bắn cho cẩn thận chứ bà kia. Này, ngừng lại coi. Suýt là vào mắt em rồi. Chắc mình không phải xạ thủ rồi. Chắc nữa ư. Nhưng cũng ổn mà. Thích thật sự, nghệ lắm nhó. Chả trừ lũ mực ra. Phiền phức ghê. Khoan, kẹo free này. Chị mình bán cũng ok phết đấy. Tại chị chưa tập với bia bán thôi nhó. Nếu còn kẹo free thì cứ dùng em làm bia nè. Đến em, bỏ ra, đến chị mà. Thôi đi, hỏng bây giờ. Kem nè. Chuẩn như Lê Duẩn. Thích quá đi, xịn xò. Trời đất ơi, đáng lẽ là của chị đấy. Chia đôi như em gái. Nằm mơ đi. Mình phải trộm được món kem đấy. Nghĩ nào. Hello, đừng để ý đến chị. Hâm à. Nhẹ nhàng như một ninja. Thật đó à. Chắc chị ấy thích kem lắm. Em đúng là tham lam. Cho chùa này. Ủa, của em cơ mà. Chị quay đi. Rồi, quay này. Ôi, tưởng ớt, khổ thật sự. Nhưng mình đâu phải xịt hết cả chai nhở. Cho vài giọt là được. Vậy thôi. Nhiều quá rồi. Không biết vị có khác lắm không nhở mọi người. Nghiệp quật rồi kìa. Em sẽ đặt kem vào ngay giữa bánh. Đấy, nhìn xinh quá đi. Nếu như lấy đống ớt và mấy con cá ra. Vòng cuối đến đây. Để em đếm. Em quay nhá. Hành tây sao? Ai lại ăn bánh kem với hành tây? Xui xẻo nhờ. Cảm ơn ạ. Khổ thật. Cắt nhanh cho xong nào. Khóc một dòng sông luôn. May mà chị đã chuẩn bị rồi. Hết sảy.
Tuyệt, kẹo hạt đậu. Chị sẽ đặt mấy cưng lên đám mây kẹo bông bông bềnh này. Xong, em vẫn xinh chứ chị. Rồi em rắc hành lên bánh kem đây. Kẹo hạt đậu à? Dễ thương ghê. Chà, vậy là tụi mình trang trí xong rồi. Nhìn cứ bị hãi hùng ấy. Có khi lại ngon, biết đâu bất ngờ nhở. Thử nào. Kinh hơn em tưởng nhiều. Của chị cũng được đấy, chị thích vị này. Cuối cùng cũng xong xuôi. Sao lại tính dở vậy ta? Thật luôn á, kiểm tra toán ư? Ok, nếu 3 cái bánh là 30 thì một cái donut là... Sao mà đói như con sói thế này? Một cái cộng với 2 donut. Mình không có đủ ngón để đếm. Ngón út dễ thương. Không, tập trung nào. Suýt là ra rồi. Em tính được chưa? Chưa chị ơi. Mọi người ơi giúp với. Chỗ này đỉnh của chóp thật đấy. Ôi thần linh ơi, nhìn mấy chữ tượng hình đó kìa. Tự nhiên tớ muốn sờ vào quá đi. Có chuyện gì thế này? Tớ thấy tụi mình nên chuồn khỏi đây thôi. Wow, chuyện gì vậy trời? Sao tụi mình lại ở đây? Nhìn đống họa cụ này nè. Ủa, cái gì thế nhở? Là quái vật, người tuyết, kiềm họa sĩ hay sao á? Chào cả nhà. Hình như anh ta muốn tụi mình vẽ đó. Oh, chính là thử thách. Chà, ok la luôn. Oh, hình như người tuyết đã nghĩ ra thử thách đầu tiên rồi. Đó là một con cá thì phải. Ok, cá thì dễ ợt đấy mà. Nhưng tớ nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À biết rồi, vẽ một đường lốc xoáy trước và rồi thêm các chi tiết vào đấy. Đừng quên vẽ mấy cái vảy cá nha. Đến chú cá thứ hai nào. Chú này có vằn y như hổ luôn. Và giờ là chú cuối cùng. Chú này có dằn gì để ngụy trang trong đám rong biển á? Tô màu chính là công đoạn thú vị nhất. Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Cho tôi nhìn bài một xíu với. Thôi toang, hết giờ mất rồi. Tớ chỉ cần thêm vài nét thôi bạn ơi. À, cậu ta đang đóng băng mình. Wow, đáng lẽ cậu nên nghe lời người tuyết chứ. Còn tớ thì đã hoàn thành bức tranh của tớ rồi. Tớ vẽ 3 chú cá và tô màu hơi bị đỉnh. Hả, cậu ta biến ra một con cá kìa. Cá thật mới ghê chứ. Mình phải làm gì với con cá này nhỉ? Chắc chắn là không thể ăn như vậy rồi. Oh, ái chà, người tuyết biến con cá thành món sushi rồi. Nhìn ngon lành thật sự luôn. Có cả đũa, gừng ngâm và wasabi nữa. Giờ tớ chén nhé cả nhà. Wow, tươi và ngon miệng quá. Ờ, đúng rồi, Naomi vẫn còn đóng băng kìa. Còn cậu ấy thì sao? Thoát rồi, nãy tớ bị lạnh dễ sợ luôn. Đây, cho cậu vài miếng sushi nè. Tớ không ngại đâu, cảm ơn Thomas nha. Không biết giờ tụi mình sẽ vẽ cái gì nhở? Là một bông hoa. Ok là, chiến thôi. Hòa hòe thì khó hơn cả con cá lúc nãy. Mình có nên dùng mấy màu này không nhở? Cơ mà bông hoa đó màu hồng và hơi bị xinh. Mình nghĩ ra rồi, đây chính là giải pháp. Dùng màu này nè, màu đen. Giờ tớ đã sẵn sàng vẽ lại bức hoa xinh xắn này rồi. Không biết cậu ta đang làm gì thế nhỉ? Nhìn hầm hầm quá đi mất. Còn tớ thì vẽ hoa cực kỳ xịn sò luôn đó cả nhà. Mỗi lần tớ sẽ vẽ một cánh hoa. Giờ đến lớp bên trong nè. Nhìn hơi bị ổn áp luôn nhở. Đã xong, dễ hơn con cá hồi nãy nhiều.
Oh, hết giờ rồi. Đây là tranh vẽ hoa của tớ. Nó miêu tả tất cả các cảm xúc của tớ khi được ngắm bông hoa ấy. Còn đây là hoa của tớ này, người tuyết. Uầy, người tuyết thích tranh của mình hơn kìa. Bông hoa này đẹp tuyệt luôn. Đến lúc chén rồi. Tớ hóng thử thách tiếp theo quá. Là một cái burger ngon lành cánh đào. Trời ơi, lần này đúng là thử thách luôn. Mình phải căn tỷ lệ cho đúng mới vẽ đẹp được. Cái này chẳng hiệu quả. Nghĩ ra rồi, phải dùng thước thôi. Ok, mình đã đo xong xuôi. Giờ mình nên vẽ bằng loại màu nào đây? Phải lựa chọn thật là chuẩn xác. Sắp hết giờ mất rồi. Thôi, dùng màu chì đi. Cậu phải vẽ bằng phấn mới đúng chứ ông ơi. Mình vẽ được cái bánh rồi. Giờ đến phần sốt cà, xà lách và mù tạc nữa. Đừng quên miếng thịt bò xay đấy. Và miếng bánh bên dưới nữa. Wow, nhìn hơi bị chất luôn nhá. Trời đất, ước gì mình có thêm chút thời gian. Tớ vẽ được chừng này thôi ạ. Người tuyết ơi, của tớ nè, thấy sao bạn yêu? Đỉnh, cậu ấy thích tranh của mình. Wow, cơ mà sao cái burger này lại nằm trong cục băng vậy? Làm sao tớ có thể ăn được bánh burger đóng băng đây? Burger của cậu là một cục băng to đùng luôn. Không biết lần này người tuyết có món gì nhỉ? Tuyệt quá, là pizza đây, đỉnh của chóp. Lần này thì đơn giản hơn nhiều. Tớ cần tìm một bức hình xịn sò để tham khảo trước. Cái này hoàn hảo ghê. Tớ sẽ vẽ đè lên hình này. Ok, mình phải vẽ pizza bằng cây bút dạ này. Hình như mình nghĩ ra rồi. Làm đây. P-I-Z-Z-A. Hả? Mình nghĩ là mình cần phải thêm thắt gì đó nữa. Nếu như mình làm thế này thì sao ta? Mình sẽ nối các chữ lại như vậy và như vậy nữa. Giờ chỉ cần thêm vài topping thôi. Đến lúc tô màu rồi, mong lần này mình sẽ thắng. Đói méo cả bụng rồi. Giờ phải tô miếng phô mai này bằng màu vàng nè. Và giải pepperoni nữa. Hết giờ mất rồi. Và đã đến lúc người tuyết chấm điểm. Ôi không, tớ chưa vẽ được gì luôn đó. Của tớ nè, mà chưa xong đâu người tuyết ơi. Tranh của tớ đây, mong là cậu thấy ưng. Hết sảy, mình thắng vòng này rồi và đây là phần thưởng. Wow, siêu to khổng lồ luôn. Giờ tớ sẽ gấp đôi cái bánh này lại. Uầy, nhìn ngon dã man con ngan. Tớ thồn đây. Trời đất, ấn tượng thật đấy Thomas. Người tuyết nghĩ ra thử thách mới rồi kìa. Một cái bánh donut màu hồng xinh cực. Trúng tủ của tớ rồi bà con. Không được, thế này thì xấu quá, vẽ lại thôi. Hình tròn khó vẽ thực sự luôn. Mình sẽ dùng lọ màu này để vẽ một đường tròn. Ok, cái bánh sẽ có kích cỡ thế này. Ấy, không được, nhỏ quá rồi. Chờ chút, nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ vẽ quanh nắm tay. Nghĩ gì vậy cô biết, không phải hình tròn đâu. Đầu của mình tròn vành vạch luôn. Thế nào cũng hiệu quả. Trời đất. Mình chỉ dùng một tờ giấy có ô thôi. Các ô vuông có thể biến thành hình tròn nếu bạn biết cách đấy. Hãy canh cho đúng góc nhé mọi người. Tớ sẽ dùng hai màu nâu này để vẽ bánh. Và giờ đến lớp phủ màu hồng ở phía trên. Tớ sẽ dùng vài màu để tạo chiều sâu cho hình vẽ. Phải chừa ra vài điểm cho hạt cốm nữa nha. Xong xuôi, đỉnh cao của hội họa luôn. Người tuyết ra hiệu hết giờ rồi kìa. Ít ra thì đây cũng là một vòng tròn nhỉ. Kiểu thế á.
Bánh donut của tớ nè người tuyết. Ngon lành, cậu ấy thích chanh của mình, biết ngay mà. Wow, mình được thưởng bánh donut rồi. Mùi thơm ơi là thơm, và vị cũng ngon tuyệt luôn. Nếu mình dùng đầu của người khác thì có tròn không nhở? Các cô, làm ơn đi. Hả? Ai thế nhỉ? Hello cô ba, mắt cậu xinh thật đấy. Wow, mượt quá ta. Này, tớ thấy cậu ấy trước, hiểu không? Ở rồi, muốn nói sao thì nói. Thật mừng vì cậu hiểu ý tớ. Nhìn cậu đáng sợ quá, nhưng tớ xử lý được. Cái này sẽ thay đổi mọi thứ. Khoan, chờ đã. Wow, nhìn thấy rồi, trông tớ thế nào? Đỡ đáng sợ hơn rồi. Bắt đầu được chưa nào? Đến lúc làm thử thách vẽ rồi. Tung lên này. Đơn giản quá. Mình xem cậu ấy làm cả ngày cũng được. Ồ, càng ngày càng kỳ rồi. Bát này. Kẹo free. Tim mình, nó là puppet đó cả nhà. Cứ tưởng cái gì lãng mạn chứ. Vẽ một trái tim đi. Làm sao mình có thể vẽ bằng kẹo đây? Để nghĩ coi. Được rồi, chắc không khó lắm đâu. Mình cần một bảng vẽ. Mình sẽ cho kẹo vào các ô. Mỗi ô sẽ là một màu khác nhau. Giờ mình cần nước. May mà mình có thể thích nghi với mọi tình huống. Tớ đi vệ sinh như vậy đấy. Đùa cho vui thôi. Nước sẽ làm kẹo tan ra. Nhìn này, được rồi này. Và giờ mình đã có màu. Giờ mình cần vẽ gì đó. Mình biết phải làm sao rồi. Bắt đầu với màu vàng nhé. Đừng bắt trước tớ đấy. Nhớ đó nha. Tớ chả thấy cậu đáng sợ gì. Mình cũng phải làm gì thôi. Nhiều màu sắc ghê. Làm mình mắc ói. Sao mọi người lại thích thế nhỉ? Nhưng mình cũng phải dũng cảm. Không cần cái này đâu. Dùng màu tăm tối nào. Không gian an yên của mình đây. Eo, màu vàng, biến khỏi đây đi. Vậy mới chuẩn chứ. Không phải đen, nhưng cũng được thôi. Wow, Megan nhiệt tình thật đấy. Cậu nhìn cái gì hả? Người đâu mà khó chịu ghê. Cơ mà, mình sẽ ăn món kẹo này. Dùng bút chì nào. Bắt đầu với bước vẽ trái tim nhé. Hình như có ai đang theo dõi. Như một con chim ưng. Đồ kỳ cục. Mình đã vẽ puppet và giờ cho mấy cái ô vào này. Màu đơn sắc thì sai vào đâu được. Chán quá. Chắc vậy là đủ lâu rồi. Cho tớ xem bức tranh nào. Mong là cậu thích. Wow, tớ cứ tưởng sẽ màu mè hơn. Nó tăm tối như tâm hồn cậu vậy. Mình không dám nhìn nữa. Tiếp nào. Đây mới đúng là trái tim cầu vồng này. Thật xuất sắc. Megan thắng vòng này. Chúc mừng. Tuyệt. Mình làm được rồi. Đừng nhìn tớ nữa. Lêu lêu. Thử thách này xàm xí quá. Lỗi. Khởi động lại máy. Cậu có ổn không thế? Dừng lại đi. Cái gì vậy? Cảm ơn. Tớ đang cần luôn. Cậu làm gì thế hả? Đói quá à. Tụi mình chỉ còn kẹo thừa thôi. Mình cũng muốn ăn gì đó. Đừng lo, để tớ order cho. Mong là taco. Chờ một chút nào. Alo, tớ muốn order. Vâng, burger, khoai và nước ngọt. Tuyệt, cảm ơn. Chắc sắp tới rồi á. Wow, nhanh dã man. Cậu là số 1. Mình mong nãy giờ luôn. Khoan, đồ ăn đâu nhỉ? Wow, ngon tuyệt vời. Còn món khoai thì đã cái nư cực. Này, ở đằng này. Cái gì? À phải, tớ quay lại ngay. Của các cậu đây. Mong là các cậu thích cupcake. Còn đỡ hơn là không có gì. Nhìn ngon lắm ý. Tớ đồng ý. Miệng tớ chảy nước miếng luôn rồi. Chờ chút nào. Không phải để ăn đâu. Vẽ đi. Rồi, cứ đợi đấy. Phải làm thế nào nhỉ? Có cách rồi. Mình chỉ cần nhảy một chút thôi. Wow, chuyện gì vậy? Mình thích trình diễn ánh sáng lắm. Đây đúng là điều kiện tuyệt vời. Còn gì đỉnh hơn một cơn bão nhỉ? Còn một việc phải làm nữa thôi. Mình sẽ đâm bút chì vào trong cupcake. Phải giữ thật chắc nhé. Giờ vẽ được rồi đấy. Mình sẽ vẽ quanh bóng của cái bánh. Rồi thêm một vài chi tiết nhỏ vào. Phải thật là nhanh nha. Đừng để cơn bão qua đi. Nhìn y như cupcake luôn. Mình khá là hài lòng á. Mời cậu. Nhưng... làm sao? Được rồi. Để rồi xem. Thật đó hả? Cậu phải kiềm chế cảm xúc chứ. Tớ đổi ghế được không? Cậu ấy hầm thật. Mà cho tớ xem tranh đi. Tớ thấy tranh của tớ vừa ngon vừa đẹp.
không? Nhìn như một mớ hổ lốn vậy. Cậu trở thành kẻ thù của tớ. Sao lại thế chứ? Bó tay luôn. Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Thế còn cậu Wednesday? Ấn tượng lắm. Tuyệt vời, cậu thắng vòng này. Biết ngay mà. Và tớ được ăn bánh á. Ngon tuyệt. Của cậu thì sao? Nát hết rồi, nhưng tớ vẫn sẽ ăn. Nhìn rực rỡ không nào bà con. Chúng ta đến với một hòn đảo nhiệt đới nhé. Cậu có thấy gì không gái? Chắc tớ sẽ mơ thấy ác mộng mất. Mẹ tớ thích tớ nhảy lắm đấy. Vẽ anh bạn của tớ đi. Ok, cái này dễ mà. Nhanh nhanh kẻo lại múa may đấy. Cậu vẽ đi. Nào nào đừng mơ, tự đi mà nghĩ ý tưởng. Cái đồ phiền phức. Giảm xí hết sức. Mình phải bắt đầu lại thôi. Và nhớ tham gia lớp kiềm chế cảm xúc nữa. Vậy không được. Sao mình lại vẽ như vậy nhỉ? Nếu nheo mắt thì nhìn cũng giống ấy chứ. Chắc phải vẽ lại lần nữa thôi. Sao mà khó thế này? Bó tay chấm com. Chứ còn gì nữa. Khoan, hết giấy mất rồi. Sao lại thành ra như vậy chứ? Đủ rồi, chỉ còn một cách thôi. Phải có gì đó dùng được chứ. Nhìn một phát nào. Khủng long hả? Thôi, con robot này dùng để chiếm lĩnh thế giới được đấy. Bí ngô mini à? Sao nó lại ở đây? Đừng có nhìn tớ. Dùng cái này được này. Nhưng mình phải thay đổi một tí. Mình sẽ tô màu xanh cho nó. Màu này xinh ghê, mình muốn tô khắp quả bí này. Giờ dùng bút dạ vẽ một khuôn mặt lên đó. Vẽ hai mắt, một mũi và một miệng. Tiếp theo là tô mắt này. Mình sẽ dùng màu xanh tối để vẽ mũi. Cắt hai miếng bìa cứng ra làm tai nhé. Mình đã tô màu rồi. Giờ phết keo ở rìa miếng bìa. Sau đó mình có thể dính nó lên quả bí. Wow, nhìn giống phết đấy chứ. Trông cũng đáng yêu cute. Đừng nói gì về vụ nhảy nhót nữa nhé. Ok, đến lúc đánh giá các bức tranh rồi. Và tớ sẽ nói thật. Wow, nhìn xịn thế. Cậu có nghe thấy không? Mình chẳng thể nào thi thố nổi. Wednesday, tụi này đang đợi á? Cầm đi. Hả, gì đấy? Tớ không hiểu. Nhìn như là ác mộng vậy á. Thế, cậu có thích không? Suýt thì quên mất. Megan thắng. Giờ đi đây. Làm được rồi, Megan giỏi, Megan xịn. Không thể tin nổi luôn. Đáng yêu ghê. Cậu là bạn thân của tớ. Đẹp trai thật đấy. Các cậu nhìn gì thế? Cái gì? Hai cậu vẽ bạn Kitty dễ thương này đi. Cậu có nghĩ giống tớ không? Tớ nghĩ ra trước cậu á. Tụi mình không có bút chì. Thật luôn, các cậu con nít quá à. Dùng súng bắn keo đi, ngon lành rồi. Sao mà hay thế nhỉ? Chà, thôi thì dùng tạm vậy. Tớ có linh cảm rất là tốt luôn. Bắt đầu thôi, ý tưởng của mình xịn hơn. Phải gọi điện thoại đã. Cục cưng Megan à. Chú giúp cháu với. Đơn giản mà, ai chả làm được. Hả, con người nhỏ xíu trên tay Megan là ai vậy? Hôm nay đúng là lạ lùng. Wow, chú mèo này trông xinh quá. Nhưng có gì thiếu thiếu. Chú làm gì giúp cháu đi. Thời gian là vàng bạc đó. Ok, chú làm được. Nhưng tốn tiền đó. Cỡ 500 đô là được ấy mà. Bao nhiêu cơ? Cháu làm gì có ạ? À? Biết vậy mình đã chọn nghề họa sĩ rồi. Này, biến ra khỏi đây. Xủy, tránh ra. Đi đi, để tôi yên. Ha, được rồi. Chờ chút, cái này có vẻ ổn nè. Mình phải bắt tay và làm thôi. Mình sẽ biến số 500 này thành cái gì đó đáng yêu. Mình sẽ vẽ một chú mèo bên trên hai số 0. Số 0 là chân á. Rồi thêm mấy cái ria. Giờ đến cái tô nhé. Mình có thể dùng số 5 làm phần thân. Chỉ cần nối nó với cái đầu là được. Hình như xong rồi này. Ai cần họa sĩ chuyên nghiệp cơ chứ? Hả? Wednesday đâu rồi? Ủa? Ai đây? Chả biết. Tớ thấy em ở bãi rác á. Hello mèo con. Em xinh quá à. Tớ biết. Xinh ơi là xinh. Hình như bé ấy phải trải chuốt một tí. Em sẽ thích lắm đấy. Cảm thấy sao hả? Chắc đã lắm phải không? Nhìn cây lược này. Quá trời lông luôn. Đúng thứ mình cần rồi. Rất là hợp để dùng cho bức tranh này. Mình sẽ dán nó lên hình con mèo. Thiếu em chị biết làm gì đây. Nhìn cưng tuyệt quá. Chẳng gì đỉnh bằng một lần chăm sóc bản thân cả. Vậy chắc là đủ rồi. Nhìn y chang cưng luôn. Cảm ơn mèo con. Em là số 1 đấy. Hôn chị một cái nào. Vậy là xong xuôi. Này Matthew, xem này. Hai phong cách khác nhau. Megan thì dùng phương pháp tối giản. Wow, Wednesday, tớ chưa từng thấy bức tranh nào như vậy. Cậu nhận được một điểm nữa. Làm gì có ai đỉnh như tớ. Đồng ý, nhìn xinh phết. Tặng cho cậu đấy. Cậu dễ thương ghê. Nổi trống nào. Đến lúc thông báo kết quả rồi. Megan có 3 điểm. Whoop, whoop.
và Wednesday cũng được 3 điểm. Vậy là hòa, không có ai thắng cả. Chúc mừng cả hai cậu. Cái gì? Đùa tớ hả? Chạm cho tớ thơ một cái đi. Ờ, không có được đâu. Chào cục cưng. Ủa, thôi nào, cậu ta. Mình đi nhé, em đợi anh nói nãy giờ luôn. Xỉ, kệ chứ. Lắc nào. Tuyệt vời. Chiếc kẹo này ngon dã man. Ơ kìa, xin chào. Cậu khỏe không? Chào bạn mình, tôi làm gì được cho anh nhỉ? Tôi có mấy hình thơ thu ngầu lắm nha. Nghe ổn thì áp đấy. Hình này nhìn quái phết. Đó hả? Trông sợ thế. Còn gì nữa nhỉ? Ồ, nhẹ nhá. Mẹ tôi sẽ giận lắm. Nghĩ ra rồi, đấu lâu nhé. Tôi bị ác mộng á. Chà, thế anh thích hình gì? Cái này được không? Cô ta hột mẹ á. Thích thì chiều luôn. Không, thật sự. Hình này cũng đơn giản thôi. Tuyệt vời, nhìn hơi bị xinh nhé. Tôi sẽ gọi em là Daisy. Sắp xong rồi, phải có cái gì hay hay một chút. Mà gì ta? Ui, xin lỗi ông bạn. Hai cún nè. Hai con á? Xin lỗi anh nhiều. Đây là ngày tuyệt nhất đời tôi đó. Nhìn cứng xỉu luôn. Wow, nhiều lông vậy trời. Nè, thử xem nào. Hình như không được đâu. Vô dụng ghê. Dùng gì nữa được nhỉ? Có rồi, băng keo dính lắm đấy. Đưa cho tôi nào. Phải hiệu quả nhá, coi chừng đấy. Có cần giúp không ông ơi? Cứu với, tôi bị kẹt rồi. Bó tay chống com luôn. Tôi hơi bị bực rồi đó. Kẹo mút của mình cũng đáng thử mà. Đây là cơ hội cuối cùng đó. Làm ơn hiệu quả đi. Nhìn nè, cô xem mình. Nhìn hết dám ăn luôn. May mà toàn mạng. Daisy ơi, bánh quy ơi, về nhà thôi. Bạn của anh mong gặp các em lắm. Cậu nghĩ thử thách tiếp theo sẽ là gì? Ok là các em sẵn sàng chưa? Hình như chủ đề lần này là cậu bé đó. Cô rất muốn xem các em chuẩn bị làm gì. Nói thật thì em thấy thử thách này chán hòm. Hả? Ôi không, mình hết bim bim rồi. Gặp đồ chán hòm luôn. Chà, phải làm gì bây giờ ta? Chờ chút bà con ơi. Giờ đĩa của mình trống trơn rồi. Chuẩn, thể nào cũng thành công. Kế hoạch này hơi bị xịn luôn. Cô đang làm cái trò con bò gì với đĩa và bút dạ thế? Chả hiểu thế nào, sao lại vẽ lên đĩa thế kia vậy hả? Là bò trắng răng, tôi biết mình đang làm gì mà. Vẽ cho xong anh bạn người que trên đĩa nào. Con trai à, mình nên vẽ gì nhỉ? Lại chơi đùa với từ nào, mình thấy cách này khá hiệu quả. Ok, bôi là con trai nhé. Giờ bắt đầu biến hóa thôi. Cho cậu chàng một cặp kính và ít tóc nữa. Ổn thì áp, không được quên tay nha. Cằm, mũi và miệng nữa. Ngon lành, đã xong người que. Anh chàng này cần một quả bóng bay. Đấy, phải có dây để giữ bóng nữa này. Có gì trong răng mình thế? Bực hết cả mình. Chả lấy được, hay uống chút nước xem nào. Có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Tớ nghĩ tóc màu cam rất hợp với cậu. Thêm vài đường nữa là có tóc soái ca rồi. Ok, cậu thích áo xanh lá không? Hơi bị hợp đó. Xong xuôi. Không, cậu làm đổ nước lên chàng trai của tớ này. Cậu ấy chết đuối mất. Phải làm gì để cứu nguy thôi. Không không không, người que ơi, đừng hoảng nhé. Khoan, có chuyện gì đó đang xảy ra. Chàng người que của tớ lạ lắm. Đúng rồi, cậu ta không thể chết đuối vì nổi được á. Chết nghi nước cắt, thích quá đi, cậu sáng tạo lắm luôn. Tớ thắng vòng này sao, tuyệt vời không mặt trời. Vẫn hóng thử thách tiếp theo à nhá. Ơ, bánh xe xoay kìa. Có rồi đây, nó chỉ vào hồng hạc. Chủ đề này cũng không sôi nổi lắm. Các em sẽ làm gì nào? Hồng hạc à? Tớ chưa từng thấy con nào ngoài đời cả. Bó tay chấm com, mình chả có cơ hội thắng thử thách này đâu. Phải làm gì đây? Chúng màu hồng nhỉ? Chắc là thế. Không, ý tưởng đó chẳng khả thi.
Bực mình quá, mình chẳng biết phải làm sao cả. Khoan, tay mình dính cái gì đây? Là sơn sao? Chán chưa, giờ tay mình dính đầy sơn hồng rồi. Ủa, đợi xíu nào, hình như mình có ý tưởng. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng dấu bàn tay nào. Wow, hơi bị ngầu luôn, và tớ cũng nảy ra ý này. Tớ sẽ vẽ xung quanh tay. Giờ điều chỉnh bản phát thảo này, phải thêm mắt và mỏ nữa. Tô màu cho mỏ trước này vì nó màu đen, và giờ tô những chỗ còn lại, hường huệ thật sự. Tớ sẽ liên tục tô tới lui như thế này với cây bút màu, màu hồng khắp nơi luôn, mà mình cũng sắp xong rồi. Cây bút dạ quang màu hồng nè, tận dụng nào. Đến lúc biến bàn tay của mình thành một chú chim nhiệt đới rồi. Mình sẽ dùng ngón cái để làm đầu chim. Đây là cái mỏ đen, và giờ là mắt rồi đến chân. Chân thì vàng và mảnh, thế là xong. Nào cả lớp, cho cô xem dự án hồng hà của các em nhé. Đây là tranh vẽ hồng hà của em. Của em đây thưa cô, y như cô yêu cầu ạ. Chúng ta có một bức tranh toàn thân và một bức chân dung nhỉ. Cả hai em đều vẽ rất đỉnh của chóp luôn. Ơ kìa, tay cậu dính đầy màu luôn. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Ngọt quá trời, làm mình được truyền cảm hứng lắm luôn. Chuyện gì ở đây thế nhỉ? Em biết luật mà cô bé, cấm ăn kẹo, ai lại cần nhiều đường như thế chứ? Cục kẹo này sao thế? Em muốn giải thích không? Xịn cô nhỉ? Em tự làm đó ạ. Làm cô tò mò đấy nha. Hôm nay có gì mà đông vui vậy? Cái gì thế? Cô hiệu trưởng. Cấm ăn kẹo nhá. Giờ hai cô trò sẽ bị phạt. Không, khoan đã. Wow, nơi này là sao? Chú ý giúp tôi nào hai cô trò. Đến lúc cầm họa cụ lên rồi. Tiếng chìm hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. Cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok. Đây rồi này. Đồ của mình. Chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Em thắng vòng này Annie ạ. Yay. Chào em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi. Và cô biết cách bắt đầu đó. Và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút.
Nếu mình chia từ này thành 5, hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ? Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này? Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ? Cổ cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Bé cưng của mẹ ơi, đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn. Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thể nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha. Đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em? Annie ơi. Cái gì? Khổng vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi, cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật đã. Em xin. Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Các cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ. Mình có kế hoạch rồi. Để coi. Cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyệt. Giúp tớ một tay nha bố. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì... biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie? Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời. Quá đẹp. Cô đang vẽ cái gì vậy? Là quả cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này. Thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Xin chào cả nhà. Hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi. Cái này đơn giản như đang giỡn.
Hồng là tên của vòng này đấy nha. Oh yeah. Đầu tiên là cốc giấy này. Mình thích nhất hồng pastel á. Con bé còn chẳng thèm đo nữa. Hình như là khoảng 12 cm. Và giờ tới phần ngon lành nhất. Tuyệt quá. Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow. Em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi. Chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Hả? Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè, dạ. Wow. Nó biến hũ kem này thành hàng thật này. Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất. Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy. Dặm dặm lại lớp trang điểm trong khi chờ đợi này. Có vẻ như tụi em hết phải chờ rồi. Giờ quay nào. Cô nhấn nút rồi kìa. Không biết lần này là gì ta. Nhìn như tăm bông ấy. Cái thứ để làm sạch tai đó mấy em ơi. Em chả hiểu gì hết. Ôi không, phân dính vào mũi tớ rồi. Tăm bông bay khắp phòng rồi này. Ai ui. Xin lỗi cả nhà. Đó là mặt tớ sao? Chỉ tại đập vào giấy khi hát xì à? Ù là trời, mũi cậu dính hai que lận kìa. Ừ, tớ biết, tớ cảm nhận được mà. Ok, mình sẽ đẩy hết mấy cái này qua. Giờ mình có thể vẽ rồi. Mình sẽ vẽ một cô nàng quyến rũ mặc váy. Tóc dài nha, tại sao không chứ? Ok con dê, nãy giờ nhìn ổn áp đấy. Giờ mình sẽ chỉ cần cắt một cái đầu của tăm bông đi thôi. Và làm y chang với những que còn lại. Giờ đã đến lúc trang trí váy với tăm bông và keo rồi. Tớ sẽ đính mấy em theo hàng và nằm cạnh nhau. Nhớ đính cho chắc nhé. Hàng đầu tiên đã xong, đến lượt hàng thứ hai này. Tớ sẽ dùng xanh dương và xanh lá cho lớp này. Ai mà ngờ tăm bông lại hay ho như thế cơ chứ. Giờ chỉ cần hoàn thành lớp trên cùng của váy thôi. Phủ, xong nhé, đã đến lúc khoe tranh rồi này. Cô thấy sao về cô nàng mặc váy của em ạ? Đây đúng là nữ thần thời trang đó. Wow, ước gì cái váy ấy là thật để mình mặc nhỉ. Ba cháy thật. Em chỉ có mỗi hình in khuôn mặt vì bị hắt xì này thôi ạ. Ok, mình sẽ trộn chút màu này nè. Cơ hội là đây, cô ta bị phân tâm rồi. Quả táo này trông tươi ngon dã man. Chắc là ngọt với mọng nước lắm. Hả? Gì vậy trời? Sao cậu ấy lại cầm quả táo? Cậu ấy nhìn mình kìa. Chà, tụi mình đến nơi rồi nè. Để coi phải làm gì nào. Chào cậu, khỏe không dở? Lâu lắm rồi mình nói chuyện ý. Thế thì mình ngồi đây làm móng tay vậy. Hả? Tuyệt quá, có chuyện gì đây nè. Cậu nhìn ánh sáng ấy đi. Kiểu như người hành tinh với UFO các thứ á. Hồi hộp ghê. Phòng này đỉnh thật, tớ muốn biết diễn biến tiếp theo quá. Khoan, tớ không được dùng tay sao? Trời đất, bất công dã man. Tớ được dùng một tay, vậy là ổn áp quá rồi. Bắt đầu vẽ chú người ngoài hành tinh nhỏ xinh này thôi. Đây là đầu này, giờ đến phần thân của chú. Người ngoài hành tinh nào cũng cần có tay nhở? Đương nhiên là hai tay rồi. Bà xuống tới đôi chân còi, giờ thêm chút chi tiết nữa. Anh chàng cần đôi mắt đen to bự nổi tiếng nữa. Và mũi lẫn miệng siêu nhỏ. Giờ cho chú nổi lên và di chuyển thôi. Cậu ấy dùng một tay, vẽ mới đơn giản làm sao. Ôi là trời, có người ngoài hành tinh thật đứng cạnh tớ này. Anh ta đang vẽ bởi gì đó với đĩa và bút dạ của mình. Để xem anh ta làm trò gì nào. Hình như là người ngoài hành tinh á. Này ông bạn người ngoài hành tinh, xem tôi làm gì với đĩa của tôi nè. Thấy không, tôi làm cậu ấy nhảy nhót khi nước di chuyển á. Trời đất,
Phải công nhận là chú bạn này nhảy hơi bị đỉnh đó nha. Cậu có thích không? Chắc là mê tít rồi chứ gì. Tuyệt, cậu ấy thích kìa. Wow, cái bánh kèm vũ trụ đó nhìn mới tuyệt làm sao. Wow, cậu ta để bên cạnh mình này. Đoán ra rồi, đây, tôi tặng cậu đấy. Đây chính là cái bánh đỉnh nhất mình từng thấy á. Cậu ấy có bánh kem còn mình thì có cái nịt. Chán thật sự. Còn bức vẽ người ngoài hành tinh nguệch ngoạc trên đĩa này. Này, thế con đĩa của tôi. Cậu không cần cái này hả? Cho tôi đổi lấy bánh luôn được không? Không á, gì thế này? Cậu là tác giả của cái đĩa này đó nha. Không thể tin nổi luôn. Nhìn tuyệt quá đi mất. Mình cặp một miếng đây. Cái bánh này đúng là ngon bá cháy. Thật tuyệt khi mình thắng được ván này. Tớ thích mấy chiếc kẹo này lắm. Vị trái cây á. Tớ thấy hương nhiệt đới đúng là ngon nhất trên đời. Mà khoan đã, tớ nghĩ ra cái này nè. Để đổ kẹo khỏi túi xem sao. Nhìn xinh xắn và màu mè ghê chưa. Tớ thích màu hường lắm. Bây giờ là sắp xếp một chút. Tớ sẽ bắt đầu với màu xanh dương. Và đây là màu hồng nè. Ok là gọn gàng rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần xem ảo thuật nhá. Tuyệt, hiệu quả rồi. Nó biến thành một chiếc poppet y như tớ nghĩ luôn. Giờ thì chơi thôi bà con. Ủa, gì vậy má? Cậu đang làm trò gì thế? Tụi mình phải vẽ cơ mà. Phải rồi ha. Tớ quên mất, tại cái poppet này vui tay quá ấy. Tuyệt, lần này tớ được xài tay nè. Hẳn hai tay luôn nhá. Cơ hội của mình là đây. Cho tớ mượn poppet làm trò chút nha. Thật ra thì tớ sẽ dùng nó để vẽ. Bắt đầu với việc tô màu nè. Ok, tớ sẽ dùng cọ để tô màu mấy cái ô nhỏ trong poppet. Muốn xem thành quả lắm luôn rồi ý. Tuyệt đấy, giờ làm tương tự với hàng màu cam nè. Ok, vậy là xong rồi, để tớ thử một phát xem sao. Tụi mình phải ụp cái poppet này lên tờ giấy á. Bắt đầu nhấn nhấn thôi. Đỏ đỏ, thêm màu xanh dương ngạt nữa. Trời ơi, nhìn cậu ấy xải hai tay vui dã man chưa kìa. Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Cố lên mũi ơi. Cưng sẽ trở thành cây cọ xịn sao của chị. Ồ, màu vẽ hơi bị lạnh đó nha. Đến lúc thêm vài cái chấm trên tờ giấy bằng mũi rồi. Trò này hơi bị được đấy. Giờ đổi màu xem nào. Nhìn này, tớ tự vẽ hình poppet bằng mũi đây. Yay, tớ cũng xong rồi. Thú thật thì nhìn cứ bị đỉnh á. Xem mấy cái chấm của tớ hoàn hảo chưa này. Cá chắc là đẹp hơn của cậu. Wow, phép màu quay trở lại rồi. Là bánh quy poppet á. Tớ xin mạn phép nhé. Ôi trời, phải nói là ngon xỉu ngang luôn á. Nhìn cũng xinh xẻo nữa chứ. Tớ cắn một miếng đây. Wow, cậu có thấy ánh sáng trên bàn không? Hình như lần này tụi mình được hộp quà. Tớ xì cái này nhá. Ôi là trời, xem của tớ là gì này. Mấy lon sơn xịt double. Không biết trong này có gì ta. Lắc lắc thế này thì chả biết được. Để tớ mở xem. Wow, nguyên một hộp toàn bút màu mới toanh này. Thích dã man. Nhìn này, một cái hộp nhỏ nữa. Không biết có gì bên trong nhở. Tớ mở để xem sao đây. Hả? Tớ không ngờ luôn ấy. Là kẹo dẻo hình mắt. Đúng là dẻo lắm luôn. Ok, tớ sẽ ăn nè vì đói lắm rồi. Đã cái nư ghê. Còn dai dai nữa chứ. Ngon lắm nha. Wow, món snack này đúng là hết sảy. Ước gì được ăn thêm nhở. Ủa, nhìn này. Lần này cả hai chúng ta đều được dùng tay. Ok là, tớ có bao tay ở đây và sẵn sàng vẽ vời rồi. Tớ sẽ bắt đầu với màu xanh dương này và xịt một đốm ở giữa. Giờ, tớ sẽ dùng ly nước này để xịt sơn trắng. Đấy, thế là có một vòng màu xanh tròn trịa rồi nhé. Tiếp theo là cái đĩa này. Tớ sẽ úp nó xuống tờ giấy. Đến lúc dùng màu đen này rồi. Tuyệt vời, tớ cần một vòng tròn ở giữa làm đồng tử nữa. Vì đây là con mắt mà. Tớ sẵn sàng dùng bút chì màu bằng một tay rồi. Triển luôn đây, đã đến lúc dường quá ta đầy vẽ con mắt rồi. Nãy giờ nhìn vẫn xịn sò đấy. Và tớ đã vẽ xong rồi này. Ta-da, khuôn mặt vui vẻ nhỏ xinh đã hoàn thành. Wow, sao cậu làm hay thế? Gì, con mắt đáng yêu của tớ á, nhìn có đỉnh của chóp không nè. Trời đất, phép màu biến bức tranh của tớ thành một con mắt dẻo nữa này. Nhưng mà cái này khổng lồ luôn. Má ơi, gì vậy trời, siêu kinh luôn á. Cho tớ ăn mới. Gì, mơ đi, của ai người đó ăn. Giờ thì cho xin phép nhá, tớ chen chú kẹo to đùng này đây. Trời ơi, biết vậy, mình đã cho cậu ấy ăn cái bánh kem rồi. Wow, cái gì thế nhở? Chuyện này là sao? Hích lại nữa này, ở đâu mà nhiều thế? Hả, tụi mình có mỗi mảnh giấy này. Có gì xảy ra nữa kìa. Lại là phép màu đó bà con. Ôi, là một cây kem ốc quế. Nhìn cưng quá. Trông cũng ngon lành nữa. Giờ mà có kem ăn thì thích phải biết. Thật luôn ý. Ê, cho tớ ngắm mẻm với. Vòng này chắc sẽ vui lắm đây. Lại không tay sao? Chán như con rán luôn. Ok, mình được dùng một tay và chiếc cọ này. Sẵn sàng chấm màu rồi đây. Và tớ sẽ bắt đầu với màu đỏ. Mình sẽ tô cây kem này.
Vui quá là vui luôn. Tớ sẽ thêm các chấm màu khác nhau lên hình của tớ. Có đỏ, vàng, xanh dương và nhiều màu trắng nè. Và giờ tớ sẽ cho thêm nước và để màu sắc hòa quyện vào nhau. Nhìn cậu ấy vẽ quá trời quá đất luôn kìa. Mình cũng phải triển thôi. Chắc chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng miệng rồi. Trò này cũng dễ ẹc ấy mà. Ok, mình bắt đầu thêm các chấm màu vào giấy này. Cần phải tô cả màu này nữa nè. Có lẽ mình sẽ thêm chút màu này vào nữa. Ôi không, nhìn thấy ghê quá đi mất thôi. Tài năng của tớ cũng chỉ có hạn thôi. Ta-da. Dù sao thì cũng có màu ấy. Mình cũng ngưỡng mộ bản thân ghê. Tớ cũng tô xong rồi đây này. Thấy không? Kỹ thuật hòa màu của tớ dùng hóa ra lại xịn cực. Thích quá đi. Wow, nó biến thành một cây kem này. Đúng y như tụi mình ước luôn. Nhìn cũng giống cây kem mà tớ mới tô nữa. Đến lúc nếm thử chú kem này rồi. Mong là ngon nha. Chuẩn luôn, ngon tuyệt của mèo. Chắc cậu đang thèm lắm phải không ta? Không biết lần này tụi mình có cái gì nhở? Hồi hộp dã man. Ui là trời. Nhìn này, là một chú ếch nhỏ xinh đấy. Nhìn em nhảy tới lui kìa, như con thỏ luôn. Chà, tớ sẵn sàng tạo nên một kiệt tác có hình chú ếch rồi. Wow, tớ cũng thế, tớ thích ếch với cóc lắm. Để lấy sẵn giấy đã nè. Tuyệt, lần này là hai tay nè. Và cậu lại là một tay. Hình như lần này tớ được xài bút lông màu đỏ nha. Tớ sẽ bắt đầu với việc vẽ hai nửa trái tim như vậy. Tớ sẽ nối chúng bằng hình dạng này nè. Và rồi một đường cong bên trên. Nhìn mấy ngón tay dễ thương chưa này. Cú té hột me ghê. Vẽ xong mắt rồi thì tớ sẽ tô màu chú em ếch này. Đương nhiên là tớ sẽ dùng màu xanh lá. Trông hơi bị giống thật luôn. Ha, lần này tớ được dùng hai tay đó cả nhà. Chắc chắn là tớ sẽ vẽ nhanh hơn cậu ấy vì tớ có hai tay mà lị. Tuyệt vời ông mặt trời, kế hoạch của mình quá chuẩn. Cậu ấy nói đúng về tay và chân ếch kê. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Ok, hình vẽ đã được hoàn thành. Giờ đến công đoạn tô màu này. Mình tô tốc độ thật sự. Dù không gọn gàng cho lắm, nhưng phải nhanh hơn nữa. Wow, bốc khói luôn đây này. Gì thế này? Phải cẩn thận núi lửa chứ bảy ơi. Chà, thế là đi đời bức tranh con ếch của tớ rồi. Tại tớ tô màu hơi nhanh xíu thì phải. Còn ếch của tớ thì không bị cháy xém. Em nè, nhìn đáng yêu nhở. Gì dở? Là một em ếch dẻo. Chắc là đến từ bức tranh xịn sò của tớ á. Đến lúc lắc bức tranh này rồi. Lắc. Wow, nhiều ếch dẻo dã man con ngan. Trời đất ơi, mùi thơm nước mũi. Như dưa lưới á. Tớ sẽ cắn em này một cái, chẳng chờ được nữa đâu. Wow, ngon lắm. Tớ siêu thích kẹo dẻo luôn ấy. Wow, cậu đang làm gì vậy? Từ từ, kẻo nghẹn đấy bà ơi. Không mà, ngon thế này thì phải tồn tận nhanh chứ. Có ai tham gia cuộc thi này không? Tất cả đều được chào đón. Ngoại trừ cậu. Tránh ra giùm đê. Ghê. Wow, thế này mới đúng chứ. Xe ai vậy kìa? Đừng có lo, thưa cô, tôi sẽ ở ngay cạnh. Đến rồi ạ, bước cẩn thận. Đi gì mà lâu dữ dội. Rất hân hạnh nếu cô cầm tờ rơi này. Lượn đi. Cái gì đấy? Lời mời đến cuộc thi vẽ sao? Không. Sao trên đời này lại có gió cơ chứ? Chẳng có gì trong này cả. Gì đây? Một cuộc thi vẽ à? Cảm ơn, đưa cho tôi. Xem cậu đã làm gì rồi này. Có vẻ cả hai sẽ đều tham gia. Ok, các bạn đã sẵn sàng vẽ chưa nào? Ta hãy khởi động bằng cầu vồng nhé. Cầu vồng hả? Khởi động cũng thú vị đấy. Đúng rồi, túi đồ của mình cuối cùng cũng hữu ích. Xem nào. Chào anh bạn nhỏ. Không. bé ngoan. Đúng thứ mình đang tìm rồi này. Sẵn sàng cho phép màu chưa? Hãy xem các màu sơn này biến thành cầu vồng nhé. Chỉ cần bóp vài đốm ra đây. Có. Xong. Chạm, gần xong. Đẹp, bắt tay vào việc thôi nào. Nhìn đã mắt chưa nào bà con ơi. Người ta gọi là có gì dùng nấy đấy mọi người. Đó. Hơi bị bẩn đấy nhở. Giờ thì bóc băng dính ra. Chẳng gì bằng đường thẳng gọn gàng. Chà, ba đường thẳng luôn nhé. Xong. Cảm ơn đã giúp.
Trông rất ấn tượng phải không nào? Thì thấy cũng tạm. Tớ đã có cái này. Xin chào. Chẳng lẽ việc gì cũng đến tay tôi? Đẹp quá nè. Khoan. Tớ cần không gian để sáng tạo. Thú vị đấy. Hiển nhiên rồi. Mọi người hãy xem mà học hỏi. Các viên đá nhỏ và bi nhiều màu thật đẹp. Cứ đợi mà xem bước tiếp theo. Đó, đôi khi tớ cũng tự tay làm. Và khi đã giã xong, bạn sẽ có cát cầu vồng lộng lẫy. Xem màu sắc rực rỡ này. Ta-da! Nói thật là tớ thấy rất đẹp đó nha. Nhưng tớ vẫn còn chưa xong đâu. Trông giống như anh bạn cầu vồng đang nhảy. Biến cầu vồng thành người cũng hay đấy chứ. Chà. Cả hai đều rất đặc sắc. Nghĩa là cả hai đều thắng cuộc. Cũng được. Anh ấy không định giao thử thách cho chúng ta. Thiết bị, hiểu chưa? Thiết bị á? Vào việc ngay, mình biết đúng người cần. Đây rồi này. Dễ thương quá ha. Nhưng mình có thể chỉnh sửa một chút. Tốt lắm. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Và bắt đầu. Được, sẽ làm. Mình có bị hoa mắt không vậy trời? Chuẩn, nó rất tuyệt vời, tớ biết. Giờ thì vẽ đi nào máy nhỏ. Nhưng vì họa sĩ nào cũng cần cảm hứng. Hãy xem hình ảnh này. Mi có thể vẽ một chú mèo con không? Không thành vấn đề. Bạn luôn có thể tin tưởng máy này để vẽ hình tròn hoàn hảo. Bạn đã nhận ra ai chưa? Chờ nó một chút thôi, chúng ta sẽ thấy. Hãy nhìn các đường thật thẳng thớm này. Gì vậy trời? Tôi không đồng ý. Robot thực sự có thể tạo ra tiệt tác không? Có vẻ thế. Có vẻ xong rồi này. Ta chẳng cần phải nói. Đỉnh của chóp, thấy không? Chà, thích trời thì trụy chiều. Tớ chỉ cần hình dạng chuẩn thôi. Để xem nào. Chỉ cần lắp ráp một xíu thôi. Và xong. Chỉ cần một miếng nhựa và một bức ảnh trên điện thoại của bạn. Và phuh, bạn có thể tô theo. Khá là sáng tạo phải không? Nhanh nhẹn tháo vát luôn được việc mà. Gần xong rồi. Một chú gấu trúc dễ thương nè. Cưng ghê. Eo ơi. Vậy ai thắng? Vì lý do hiển nhiên. Naomi. Không đời nào. Hóa ra sáng tạo mới là con đường đúng đắn. Robot dở hơi. Mi phải thuộc về thùng rác mới đúng. Có nghe chưa? Không. Cô mới ở thùng rác. Hả? Mi vẽ cho ta hả? Thế này có gì đáng cười cơ chứ? Hôm nay công nghệ làm mình thất vọng. Chà, giờ sao đây? Xin chào đảng ấy. Tất nhiên rồi. Vòng tiếp theo là gấp giấy. Phew. Gấp giấy ạ? Được thôi. May mà lúc nào tớ cũng mang theo giấy. Đùa thôi, quản gia đưa cho tớ đấy. Tớ muốn loại giấy đáng giá gì đó cơ. Và vàng còn đỉnh hơn nữa. Đây rồi nè. Wow, vàng thật à. Bắt tay vào việc thôi. Được rồi, tới đâu hay tới đó. Không khí đang nóng lên từng giây. Wow, thìa biến thành vàng. Nhưng sao dừng lại ở đó? Vào luôn đi. Má ơi. Chuẩn, hiệu quả trên cả mong đợi. Tuyệt vời luôn. Cô Betsy, cảm ơn đầu bếp.
thế không công bằng. Không biết mình có tờ giấy nào ở đây không? Không phải vàng, nhưng không sao. Sẵn sàng xem phép màu chưa? Yes! Tờ giấy nhăn dã man còn ngàn. Hài hước quá nhở? Đúng rồi. Nhưng mình có thể xoay chuyển tình thế, không giữ bản là quá lâu một chỗ. Tốt như mới. Mặc kệ cậu, tớ còn nhiều chuyện khác phải lo. Chỉ cần gấp cẩn thận vài lần và bạn sẽ không đoán được có gì tiếp theo đâu. Giờ thì gấp ra ngoài như thế này, trông khá lạ, nhưng cuối cùng bạn sẽ hiểu thôi. Bạn đã nhận ra chưa? Đây chính là cô gái xinh đẹp nhất quả đất. Hả? Nhưng hãy kiên nhẫn nhé. Tớ sẽ vẽ thêm vài đường ở đây. Giờ thì vẽ tương tự ở bên kia. Lại gập phần giấy xuống và vẽ vào chỗ trống. Đó, xong rồi. Có thế thôi hả? Tô màu nào. Giờ cô ấy sẽ múa, thấy không? Động tác chân tay thật uyển chuyển. Ha! Thế thì tớ không đọ nổi rồi. Hoặc là có. Chỉ cần gấp một đường ở trên và một lần nữa theo chiều ngược lại. Và tiếp tục xuống tít dưới. Sau đó vẽ một đường thẳng ở đây. Rồi vẽ đường thẳng xuống đây. Sau đó vẽ nốt một đường cho vuông vức. Các bạn đã đoán được chưa? Và trong này vẽ một chú thỏ nhỏ. Dễ cưng quá đi mất. Và em ấy cần một người bạn gấu nhỏ. Cưng xỉu phải không nào? Đừng quên tô màu đấy nhé. Màu cam và xanh dương luôn nổi bật. Giờ thì tô màu hai bạn của chúng ta. Màu sắc làm cho chúng trở nên sống động. Bước cuối cùng, gấp giấy xuống như thế này nhé. Ta-da! Xong rồi. Khó chọn quá. Nhưng diễn viên ba lê đó, bạn thắng. Nhưng còn tác phẩm của mình thì sao? Tin nhắn được chứ? Mong là món gì ngon lành. Cố lên. Chán quá vậy ta. Thôi vậy, làm cho xong nào. Tớ sẽ đeo cái mặt nạ ngủ này. Ok, tụi mình phải đoàn kết thôi mà. Wow, xem đống màu ấy kìa. Hòa là màu được với cọ vẽ nào. Mình sẽ bắt đầu với việc tô đen khung toàn. Chắc là được rồi. Chủ nhà sĩ sẽ bực lắm đây. Xịn. Giờ mình sáng tạo thôi. Mình sẽ vẽ vài chấm màu trước. Ok, tiếp theo là màu vàng nhé. Đến ngay nè bộ. Của cậu đi. Tụi mình giỏi ghê. Thêm mấy chấm nữa này. Mong là đẹp. Cần màu xanh không? Cậu đọc được suy nghĩ của tớ hả? Tớ không cần nhiều đâu. Đưa xanh lá đây nào. Giờ phải phết màu ra nhé. Biết rồi. Cho xin nhá. Thể nào cũng ổn áp luôn. Đợi mọi tẹo nha bà con. Có chuyện gì thế nhỉ? Tớ sẽ đặt dây quanh mấy chấm sơn. Rồi kéo dây đi. Chúng mình còn chả cần cọ cơ. Wow, giống mấy cánh hoa quá. Hả? Để xem nào. Wow. Thành công rồi. Nhìn tuyệt lắm luôn. Tớ sẽ mang món này về nhà. Đi nào, và khẽ khẽ thôi. Tớ thấy tụi mình không nên làm trò này đâu. Cậu nhúng chàm rồi gái ạ, sẵn sàng chưa? Sô-cô-la nè. Ok, đi theo tớ, phải di chuyển y hệt nha. Wow. Cậu ổn không thế? Chà, cậu ấy bảo mình phải đi theo cậu ấy. May mà mình đỡ được bằng tay. Suýt là sấp mặt rồi. Thôi kệ, tìm thấy sô-cô-la rồi nè. Hả? Không phải là sô-cô-la. Không thể tin nổi, là hình vẽ mà. Ôi là trời, sô-cô-la thật.
Chuyện gì vậy? Tụi mình đang ở đâu? Nhìn nè, họa cụ đó. Chắc là vẽ vời rồi. Ok, thử thách đầu tiên này. Không biết là gì ta? Ồ, cún con cu te hột me quá đi. Tụi mình nuôi ẻm nha. Ok, chúng tủ mị rồi. Tớ thấy họa sĩ hay giơ tay ra thế này. Chả biết tại sao nhưng ngầu phết. Em cún này sao nhỏ thế nhở? Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Hả, tớ cũng có tay này, làm thế ghê. À, hiểu rồi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ vẽ quanh bàn tay. Cậu làm gì thế gái? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình sẽ đặt tay lên giấy như thế này, rồi vẽ xung quanh tay nè. Giờ làm nó giống như một chú cún hơn nhá. Chút lông, mắt tròn xoe dễ thương và chiếc mũi. Giờ tô màu nữa mọi người, nhìn hơi bị ồn áp luôn. Nhớ tô cẩn thận nhá, sắp xong rồi này. Đấy, nhìn cung xỉu luôn đấy, tự hào quá đi. Mình sẽ gọi ẻm là Lucky. Nhìn hơi bị được đấy cái. Ý là, của tớ cũng xinh nhưng... Wow, cô cố gắng đấy bạn yêu. Ai thắng nhở? Yay! Coi kìa gái, có gì sáng rỡ luôn. Bánh quy đấy, thích ghê. Bánh có hình cục xương, hay thật. Tớ thích mấy thứ chó mèo lắm. Muốn thử quá đi mất. Khoan đã, bánh quy, xương cún. Khoan, không phải bánh cho cậu đâu. Ngon lành cảnh đảo luôn. Cho tớ xin công thức với. À, sao mà thổn nhanh thế không biết. Sao vậy? Tô bánh này là cho bé cún đó mà. Sao cậu không la lên sớm hơn? Nghiệp quật đấy gái. Nào, lại đây bé ơi, có quà cho em này, lại đây. Ồ, cún cưng ngoan thế nhở, thương em quá đi, yêu ghê. Chụp ảnh nãy giờ chắc em đói lắm rồi. Em đúng là thông minh mà. Ăn đi bé, bánh của em đây. Ú, vòng này vui quá đi. Unicorn kìa. Sẽ hơi khó nhằn đấy. Tớ sẽ dùng cái bút dạ này. Chả biết nữa, nhiều lựa chọn ghê. Màu nước hay bút dạ nhở? Bút dạ đi, lựa chọn này có vẻ ổn áp đấy. Ok, vẽ này. Úi, tớ bị trượt tay á. Xin lỗi cậu. Này thì trượt tay. Cậu đúng là đồ trẻ trâu. Để tớ giúp cậu vẽ đẹp hơn này. Bỏ cái tay của cậu ra cho tớ. Nói rồi đấy nhá, đẹp hơn cơ mà. Ừ, còn thiếu một chỗ này. Để tớ giúp cậu tô màu nhá. Đúng là xàm xí. Dính trưởng này. Thôi đi, dừng ngay. Cứ như vậy thì tớ sáng mắt. Cầm tờ giấy mới đi. Rồi, nhưng tớ ư vẽ với cậu nữa. Mình sẽ vẽ được chú unicorn xinh nhất quả đất. Nghĩ ra rồi. Unicorn. Giờ mình sẽ nối các điểm lại. Thêm một cái bờm sang chảnh nữa. Đừng quên mấy cái chân nha. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa là xong. Màu hồng sẽ cực kỳ hợp lý cho mà xem. Thế nào mình cũng thắng cậu ấy. Ước gì mình có kỳ lân thật nhở. Chỉ còn cái đuôi nữa là xong. Đấy, đơn giản như đang giỡn. Ta-da. Ôi không, tranh của tớ này. Cũng được, thích nha. Không biết ai thắng vòng này thế nhở. Ôi, bất ngờ dễ sợ. Tuyệt. Quả là gì nhở, mong là unicorn thật kê. Thế này cũng ổn áp chán. Thìa này thì bé quá đi. Để xem nào. Aha, nhìn ngon xíu luôn ý. Hay mình thử một miếng bé tẹo nhỏ. Cậu ấy không biết đâu. Đúng thứ mị cần rồi, tránh ra nào, tớ chuẩn bị thồn đây. Gì vậy trời, xin lỗi nhá, tớ ngã ngay vào cái bánh ý. Vẫn còn một chút này gái. Không thể tin nổi cậu. Tùy cậu vậy. Sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa nào? Xương rồng hả? Cậu thua tớ chắc rồi. Vậy á hả? Cậu mới thua nhá. Chiến. Vòng này dễ mà. Phải nạp đầy năng lượng mới được. Không được căng thẳng. Phải hòa mình với cây bút. Sắp xong rồi đây. Thế là hoàn thành. Phù. Tìm điểm khác biệt đây. Có khác gì đâu nhở. Gì vậy má? Xem tớ đây này. Mình sẽ trượt miếng mút này dọc theo tờ giấy. Rồi dùng miếng mút nhỏ hơn làm cành. Giờ là hoa hòe nè. Mình chỉ cần thêm chút chi tiết nữa thôi. Chắc tí nữa phải đóng khung để trưng bày quá.
Mọi người thấy sao nào? Xỉ cũng xanh giống tớ thôi. Tại cậu không có hoa tay đấy mà. Mình chẳng có đối thủ trong cuộc thi này luôn. Wow, pinata hình xương rồng nè. Chắc có kẹo bên trong nhở? Chỉ có một cách để biết thôi. Bịt mắt lại cho máu này. Ok, đến lúc xả xì chết rồi mọi người ơi. Tuyệt vời ông mặt trời, nhìn này. Hả? Cậu nói gì vậy gái? Cậu ấy đâu rồi nhở? Alo? Gì? Phải nhịn đi. Trời đánh mình hả? Ui, kẹo ở đâu ra nhiều thế này? Tớ có cảm giác là thử thách này sẽ hay ho đấy. Trời, chán òm vậy. Thử thách gì mà củi bắp ghê. Ok, lần này dùng món nào nhở? Thôi to quá. Chán, cứ không cảm được ấy. Chuẩn, không cần chỉnh rồi. Bí ngô thì đơn giản như đan rổ ấy mà. Chỉ là một vòng tròn màu cam thôi. Mình phải thắng vòng này mới được. Ok, cây này ổn đấy. Mình sẽ vẽ các phần nhỏ trước. Rồi đến cái cuống. Giờ tô màu thôi. Các sắc màu khác nhau sẽ giúp quả bí trông thật hơn. Thế này là xinh xẻo rồi. Cậu thấy sao nào? Này, dậy đi. Alo. Cô nương ơi, dậy mau. Tụi mình đang thi vẽ cơ mà. Tớ dậy rồi, chuyện gì thế này? À phải rồi, trái bí ngô. Tuyệt, hết giờ rồi. Khả năng của tớ chỉ tới đây thôi. Trên má cậu hơi bị dính màu ấy. Thật à, gì đây? Màu nè, hợp cậu lắm. Tuyệt, phần thưởng là gì ta? Nước ép bí ngô sao? Chả ngon gì hết. Tớ thấy kỳ kỳ. Bị sao thế này? Sao có quả bí ngô trùm lên đầu tớ vậy? Thế là cậu có đồ hóa trang cho Halloween rồi đấy. Tớ ghét trò này. Mặt tớ, khuôn mặt xinh gái. Bình thường rồi. Xin lỗi nhá, tớ hơi hoảng ấy mà. Tớ sẽ không bao giờ uống thứ này nữa. Ok, bỏ cái ly xa tớ ra. Ê, nhìn này. Hết sảy là pop it. Wow, món này hay ho nhất từ nãy đến giờ. Lần này phải đỉnh của chóp nha. Đầu tiên là vẽ một hình vuông, rồi các hình tròn. Tớ có ý tưởng hay hơn nhiều. May mà mình luôn mang theo máy photo. Ok, vào này pop it ơi. Rồi nhấn nút copy. Thế này thì chỉ có ao trình trở lên. Cậu vẽ đến đâu rồi? Đã xong, giờ tớ tô màu nữa là xong luôn. Sẽ vui lắm đây. Tô một đường màu đỏ lên đây này. Rồi phần còn lại nữa. Như cầu vồng luôn, như một chiếc pop it nhá. Muốn nhấn phát quá. Ổn đấy, nhưng tớ thắng vòng này 100% rồi. Ơ kìa, tớ thắng rồi. Đùa nhau hay gì vậy, của tớ đẹp mà. Tránh xa cái bản nào thưa quý cô. Chia tay ra cho tôi. Tay kia nữa nào, đừng kháng cự. Dùng máy photo, có phải là vẽ vời đâu. Chúng tôi không chấp nhận những kẻ ăn gian nhá. Gì cơ? Tội nghiệp cậu ấy chưa kìa. Wow, sô-cô-la pop-it nè. Hai món mình yêu thích luôn. Ngon quá đi. Ok, mời cô về đồn nhanh. Đi nào. Khổ thân, thôi kệ đi. Ngọt quá trời. Làm mình được truyền cảm hứng lắm luôn. Chuyện gì ở đây thế nhỉ? Em biết luật mà cô bé. Cấm ăn kẹo. Ai lại cần nhiều đường như thế chứ? Cục kẹo này sao thế? Em muốn giải thích không? Xịn cô nhỉ? Em tự làm đó ạ. Làm cô tò mò đấy nha. Hôm nay có gì mà đông vui vậy? Cái gì thế?
Cô hiệu trưởng! Cấm ăn kẹo nhá. Giờ hai cô trò sẽ bị phạt. Không, khoan đã. Wow, nơi này là sao? Chú ý giúp tôi nào hai cô trò. Đến lúc cầm họa cụ lên rồi. Tiếng chìm hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. Cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok, đây rồi này. Đồ của mình. Chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lông vũ đáng yêu. Lông vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Em thắng vòng này Annie ạ. Yay, cho em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi. Và cô biết cách bắt đầu đó. Và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ? Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này. Và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này. Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cô cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. May mà quả của em tươi giói. Bé cưng của mẹ ơi, đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Vẫn xấu ỉn. Cơ.
Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thầy nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha. Đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em. Annie ơi. Cái gì? Không vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật ạ? Em xin. Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Các cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ. Mình có kế hoạch rồi. Để coi. Cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyệt. Giúp tớ một tay nha bồ. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì... biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie? Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời. Quá đẹp. Cô đang vẫy cái gì vậy? Là quà cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này. Thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Xin chào cả nhà. Hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi. Cái này đơn giản như đang giỡn. Hồng là tên của vòng này đấy nha. Oh yeah. Đầu tiên là cốc giấy này. Mình thích nhất hồng pastel á. Con bé còn chẳng thèm đo nữa. Hình như là khoảng 12 cm. Và giờ tới phần ngon lành nhất. Tuyệt quá. Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow! Em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó. Được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi. Chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Hả? Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè. Dạ. Wow. Nó biến hũ kem này thành hàng thật này. Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất.
Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy. Tớ rất hào hứng với tiết học này. Tớ thì không, hôm nay kiểm tra. Tớ thích làm kiểm tra, nhất là môn vẽ. Claire thích kìa. Mình sẽ tự họa một bức chân dung. Đầu tiên vẽ đường viền, sau đó tô màu. Mình sẽ vẽ ở nhiều góc khác nhau để tạo ra kết cấu tóc. Sẽ đẹp lắm đây. Màu này giống với tông da nè. Sau đó mình sẽ thêm chi tiết cho quần áo. Mình sẽ dùng bút màu trắng để vẽ mắt. Như vậy sẽ làm nó trông đẹp hơn. Cậu vẽ tớ được không? Dĩ nhiên rồi, đừng cử động nhé. Mình sẽ làm theo các bước tương tự. Mình vẽ tóc đúng đẹp luôn. Giờ tô màu cho nó thôi. Cậu sẽ thích lắm đấy Leo. Sẽ giống như soi gương luôn. Tớ sẽ cho cậu mặc quần áo nhiều màu. Việc này làm tớ thấy vui. Gần xong rồi. Đây nè. Wow, thích quá. Hả? Của tụi tớ mà, lùi lại đi. Cậu đang làm gì vậy? Không, cậu xé rách rồi. Cậu làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Ừ, xin lỗi nhưng cậu làm tớ sợ đấy. Đây là thử thách vẽ tranh. Ok. Cậu hợp với diện mạo đó đấy Claire. Tớ thích màu son của cậu. Tớ có thể ngắm cậu cả ngày. À, cậu có ổn không vậy? Cậu muốn tụi tớ vẽ gì đó đối xứng hả? Mình phải gây ấn tượng với Claire. Biến đổi như này thì sao nhỉ? Trông cậu thật kỳ quặc. Ui, mình có ý này. Nhìn kìa. Nói cho mình một ý tưởng hay. Mình sẽ cần cái kéo này. Mình sẽ gấp tờ giấy lại, sau đó cắt ra một phần nhỏ, rồi gấp tờ giấy lại và bắt đầu vẽ. Mình sẽ vẽ quái vật xanh. Mình sẽ vẽ qua chỗ gấp luôn. Giờ mở tờ giấy ra và vẽ lên chỗ trống. Mình sẽ vẽ mặt người, sau đó đến thân. Vẽ thêm vài chi tiết nhỏ như này. Giờ đến bước thú vị đây. Cái này sẽ trông giống bên trong đầu. Mình muốn nó trông như đang bị kéo dài ra. Chắc chắn mình sẽ cần mực xanh, sau đó là mực màu thịt. Mình sẽ dùng màu vàng cho vương miệng. Nhìn đẹp đấy. Giờ chỉ cần tô vài chỗ cuối cùng nữa. Xong rồi. Nếu gấp tờ giấy lại, nó trông như một bức vẽ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một bất ngờ. Được rồi, đến lượt mình. Mình sẽ gấp tờ giấy lại và vẽ một hình trái tim. Sau đó tô màu. Chắc chắn là dùng màu đỏ rồi. Chỉ cần không tô lem ra ngoài. Găng tay này thoải mái ghê. Khi đã xong, mình sẽ mở tờ giấy ra. Mình đã phác họa một cặp đôi dễ thương đang hôn nhau ở trong, giả vờ như đó là Claire và mình. Mình sẽ dùng mực màu đen vẽ lên nét bút chì. Chỉ cần đi theo đường viền. Sau đó tô màu. Mình sẽ cho cô gái tóc màu đen, vì đó sẽ là Claire mà. Hy vọng cô ấy hiểu dụng ý. Mình muốn nó thật hoàn hảo. Đây sẽ là thư tình mình gửi cô ấy. Nhìn y như tụi mình luôn. Tụi mình hạnh phúc chưa nè? Mình đúng là lãng mạn. Không được quên trái tim mini. Xong rồi, dễ thương quá. Giống y Claire luôn. Nó là mình thấy vừa ấm áp vừa bối rối. Xem tớ có gì nè. Nhìn này Claire. Tớ nghĩ tớ sẽ nôn đấy. Hay là thỉnh thoảng tụi mình làm giống vậy nha. Nhìn cái này nè. Ồ, đẹp quá. Dừng lại đi. Hiểu, qua rồi. Mình có thể làm việc này cả ngày. Thấy không, ngay cả Tinh cũng cười. Ok, đủ rồi đấy. Tại sao, sao cậu lại làm vậy? Thôi nào, mình phải thắng. Đây đã, nhìn kìa, mình thắng rồi. Không phải chứ. Cậu có vấn đề với việc đó sao? Nhìn cái Claire, tớ nghĩ họ yêu nhau đấy. Dễ thương quá. Tớ không thích. Đợi đã, có chuyện gì rồi? Cậu ấy bị đá. Một bông hoa miễn phí, thơm ghê. Giống như đồng cỏ mùa hè vậy. Đó là thử thách tiếp theo sao? Claire, tớ muốn tặng cậu cái này. Tránh ra đi. Không thích hoa hả? Trừ khi chúng ở trên mộ. Giờ tớ bắt đầu vẽ được chưa? Cô ấy yêu mình. Cô ấy không yêu mình. Cô ấy yêu mình. Cô ấy không yêu mình. Cậu thôi đi được không? Mình nghĩ trước tiên mình sẽ vẽ một trái tim. Tiếp theo vẽ một hình tam giác bên trong. Sau đó vẽ một vòng tròn quanh phần đáy của trái tim.
nó sẽ biến thành một bông hồng. Giờ mình vẽ lá và cuối cùng là cành. Mình sẽ dùng bút chì để tạo bóng, nhưng bông hồng này sẽ không có màu đỏ hay hồng đâu, nó sẽ có màu đen. Đây là màu đẹp nhất. Mình sẽ dùng nhiều lực hơn khi tô màu các cành hoa bên ngoài, như vậy sẽ làm chúng tối màu hơn. Cô ấy không yêu mình. Đợi đã, cô ấy yêu mình. Đây là thông điệp vũ trụ, chúng ta sẽ ở bên nhau. Wow, mình có ý này. Mình quay lại ngay. Cô ấy không yêu mình, cô ấy yêu mình. Tôi muốn bông hồng này. Tình yêu đích thực phụ thuộc vào nó đấy. Wow, lấy đi anh bạn. Đây đúng là thứ mình cần. Còn đây là thứ mình cần. Woohoo. Ok, cứ bình tĩnh. Claire. Gì nữa đây? Cái này cho cậu. Để tôi xem. Đẹp lắm. Cô ấy thích nó. Ngon quá. Tớ xong rồi. Ok. Cậu muốn thấy bức vẽ của tụi tớ không? Đây này, nó màu đen, giống như tim tớ vậy. Tớ không làm được gì cả. Công bằng thôi mà. Chả quan tâm. Hôn tớ đi Claire. Cậu không định bỏ cuộc sao? Tránh ra đi. Cậu thật xấu tính. Nó làm gì vậy? Khó hiểu quá. Tớ nghĩ chắc đó là con rối từ bóng đấy. Tớ thích. Chán quá, nó là vậy đó. Không rõ hơn chút nào. Đó là con chó. Sao cậu không nói sớm? Hey Claire, nhìn nè. Trick shot. Hay đúng không? Mình biết là cô ấy ấn tượng mà. Không hề, làm cho xong đi. Cậu ấy làm gì vậy nhỉ? Tớ sẽ vẽ quanh bàn tay. Đừng nói nữa. Tớ sẽ cho cậu xem. Tớ đặt tay lên tờ giấy như này, sau đó vẽ xung quanh. Lúc đầu nhìn không giống lắm, nhưng đợi đến khi tớ thêm các chi tiết đi. Tớ sẽ bắt đầu với con mắt, sau đó là một cái mũi nhỏ xinh. Tớ sẽ tô nó màu đen, sau đó làm tương tự với con mắt. Tớ sẽ chừa lại một chấm màu trắng, đây sẽ là ánh sáng phản chiếu. Rồi đến bước vẽ lông, và nó cần vòng cổ nữa, không muốn nó đi lạc đâu. Cậu đừng hát nữa mà. Tớ sẽ hát lớn hơn. Dở quá. Vẽ một con chó nhỏ. Không chịu nổi nữa. Cậu làm tớ phát điên đây. Tớ sẽ nghiền nát cậu. Mỗi nốt như đâm vào não tớ. Dừng lại đi. Xem cậu khiến tớ làm gì nè. Đợi đã. Mình nghĩ mình có thể làm gì đó với cái này. Trước tiên, mình sẽ trải bụi phấn ra. Cảm giác thật đã tay. Khá là thư giãn. Cảm thấy những căng thẳng tan biến. Mình sẽ vẽ một trái tim ngược. Sau đó vẽ hai vòng tròn nhỏ và một hình tam giác. Nhìn giống con chó rồi đấy. Đây sẽ là tai. Mình sẽ cho chú chó bộ lông màu nâu. Bước này đơn giản thôi. Chỉ cần không tô lem ra ngoài. Ước gì mọi bức vẽ đều có thể như này. Gần xong rồi. Giờ đến cái lưỡi to, màu đỏ. Ước gì mình có một chú chó. Nó sẽ là bạn thân nhất của mình. Mình sẽ thường xuyên dắt nó đi dạo. Tập trung vào việc đang làm đi nào. Mình nghĩ xong rồi đấy. Nhìn cũng khá đẹp. Không hề. Thôi nào, mình phải thắng vòng này. Mình đã dùng bàn tay để làm mẫu. Cậu có thấy giống nhau không? Tớ không cầm lên được. Yeah, thắng rồi. Mình giỏi nhất luôn. Nè. Thôi đi Leo. Oops, xin lỗi. Bực mình quá. Tiếp theo là gì đây? Cậu nghĩ sao? Xin lỗi vì đã hỏi. Nhìn kìa, một con bướm dễ thương. Wow, kỳ diệu quá. Ước gì có mạng nhện. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình đang bắt con bướm. Ok chứ? Hy vọng là không. Vậy là chúng ta sẽ vẽ con bướm sao? Thích quá. Thôi đi. Bắt đầu thôi. Tớ nghi đó là tờ giấy của tớ. Hả? Ồ, ok. Thôi nào, đưa nó đây. Gì vậy? Không được đổi. Nghe bàn tay đi. Cậu không nên chọc nó đâu. Mình có ý này. Mình có cái khuôn hình con bướm. Kệ đi, mình sẽ cầm một viên phấn. Mình sẽ dùng con dao này để cạo và trộn các màu sắc lại. Làm hết tờ giấy luôn. Mình sẽ phác thảo sơ bộ. Mình biết nó hơi sáng và rực rỡ với mình, nhưng sẽ xong nhanh thôi. Đây là màu cuối cùng mình cần. Giờ phải dùng ngón tay. Mình sẽ tán bụi phấn ra và bắt đầu vẽ con bướm. Sau đó để khuôn vẽ lên trên. Nhìn đúng rồi đấy. Các bạn vẫn nghĩ mình sẽ không dùng màu đen cho bức vẽ này á?
mình sẽ cạ phấn da trên khuôn vẽ. Mình sẽ phủ cả trang luôn, sau đó dùng ngón tay tán ra. Cách này sẽ tạo hiệu ứng đẹp lắm. Mình sẽ dành nhiều thời gian với khuôn vẽ, dùng tay kia để giữ nó yên một chỗ, không muốn làm hỏng đâu. Giờ có thể lấy khuôn vẽ ra, nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ vẽ gì đó bên trong con bướm. Muôn cảnh quan yên tĩnh. Đến lượt mình. Mình sẽ đặt khuôn vẽ lên giấy, sau đó dùng phấn vẽ các đường thẳng. Mình sẽ làm từng phần, sau đó đổi màu. Mình sẽ vẽ xung quanh luôn. Trông sẽ đẹp lắm đấy. Mình sẽ dùng nhiều phấn để nó trông rực rỡ. Mình sẽ luôn giữ chặt khuôn vẽ, vì khi nó trượt, tranh của mình sẽ hỏng. Giờ lấy khuôn ra được rồi. Nhìn nó bay nè. Nó sẽ ở đây. Giờ mình sẽ vẽ một đường chấm chấm vào chỗ trống. Đó sẽ là dấu vết của con bướm. Sặc sỡ quá, trông như con bướm thật vậy. Đây là bức vẽ của tớ, cậu phải thích. Nhìn kìa Claire, hòa nhau rồi. Chúng ta đều thắng. Tớ thấy vui ghê. Wow, nhìn kìa. Tới đi, tao sẽ đẩy mày ra với những động tác nhảy này. Nhảy đẹp lắm Claire. Tớ nghĩ chúng ta sẽ vẽ cầu vồng đấy. Tớ thích cầu vồng. Không, không có chuyện đó đâu. Trừ chuyện đó ra. Tớ muốn bắt đầu ngay. Tớ cần găng tay, vì mọi thứ sẽ lộn xộn lắm đây. Tớ sẽ làm nó đơn giản. Hả? Sao cậu giống hoàn hình vậy? Bút đen bị sao thế? Tránh ra đi. Tớ nghiêm túc đấy. Thôi đi. Bực mình rồi đấy. Cậu sẽ hối tiếc vì chuyện này. Tớ không muốn làm. Nhưng là lỗi của cậu. Đừng nhìn tớ như thế. Tớ cảnh báo cậu đấy. Chắc mình bắt đầu được rồi. Mình sẽ vẽ một đám mây lớn. Đây là thứ mình cần. Giờ mình sẽ giữ nó trên đầu. Tốt rồi. Sẽ vui lắm đây. Mình sẽ tô hết cả trang bằng nhiều màu khác nhau. Sau đó lấy puppet hình trái tim này và đè nó lên chỗ màu vẽ, đảm bảo là nó được phủ đều. Sau đó lấy nó ra. Giờ mình sẽ để nó lên tấm canvas, rồi lấy băng keo che tấm canvas lại trừ trái tim. Không muốn làm hỏng nó đâu. Giờ mình sẽ nhấc nó lên. Đẹp đấy, nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ quét bàn trải qua. Wow, nhìn này, nó tạo ra hiệu ứng đẹp quá. Mình sẽ làm phần còn lại. Nhúng bàn trải đánh răng vào màu trắng, rồi trải qua trái tim. Tiếp theo mình sẽ nhúng đáy ly vào màu trắng và ịn ly vào ngay giữa. Sau khi nó khô, mình sẽ vẽ một cái cây. Mình sẽ thêm vài chú chim. Chắc chắn nó cần thêm gì đó nữa. Giờ mình có thể hoàn thành cái cây. Mình sẽ dùng bàn chải đánh răng cho bức này. Nó sẽ tạo ra hình ảnh của những chiếc lá. Xong rồi. Giờ lột băng keo ra khỏi tấm canvas. Wow, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Thích quá. Cậu có cần dù không? Tớ chưa xong đâu. Nhìn này mới đúng nè. Cậu cần giúp đỡ đấy. Chọn tớ đi. Yes, biết ngay mà. Tớ thắng rồi. Nhìn này Claire. Au. Đi nào, và khẽ khẽ thôi. Tớ thấy tụi mình không nên làm trò này đâu. Cậu nhúng chàm rồi gái ạ. Sẵn sàng chưa? Sô-cô-la nè. Ok, đi theo tớ. Phải di chuyển y hệt nha. Wow. Shhh. Cậu ổn không thế? Chà, cậu ấy bảo mình phải đi theo cậu ấy. Ui. May mà mình đỡ được bằng tay. Suýt là sấp mặt rồi. Thôi kệ, tìm thấy sô-cô-la rồi nè. Hả? Không phải là sô-cô-la. Không thể tin nổi. Là hình vẽ mà. Ôi là trời, sô-cô-la thật. Chuyện gì vậy? Tụi mình đang ở đâu? Nhìn nè, họa cụ đó. Chắc là vẽ vời rồi. Ok, thử thách đầu tiên này. Không biết là gì ta. Ồ, cún con cute hột me quá đi. Tụi mình nuôi ẻm nha. Ok, chúng tủ mị rồi. Tớ thấy họa sĩ hay giơ tay ra thế này. Chả biết tại sao nhưng ngầu phết. Em cún này sao nhỏ thế nhở? Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Hả, tớ cũng có tay này, làm thế ghê. À, hiểu rồi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ vẽ quanh bàn tay. Cậu làm gì thế gái? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình sẽ đặt tay lên giấy như thế này, rồi vẽ xung quanh tay nè. Giờ làm nó giống như một chú cún hơn nhá. Chút lông, mắt tròn xoe dễ thương và chiếc mũi. Giờ tô màu nữa mọi người. Nhìn hơi bị ồn áp luôn. Nhớ tô cẩn thận nhá. Sắp xong rồi này.
Đấy, nhìn cung xỉu luôn đây, tự hào quá đi. Mình sẽ gọi em là Lucky. Nhìn hơi bị được đấy cái. Ý là của tớ cũng xinh nhưng... Wow, cô cố gắng đấy bạn yêu. Ai thắng nhở? Yay! Coi kìa gái, có gì sáng rỡ luôn. Bánh quy đấy, thích ghê. Bánh có hình cục xương, hay thật. Tớ thích mấy thứ chó mèo lắm. Muốn thử quá đi mất. Khoản đã, bánh quy, xương cún. Khoan, không phải bánh cho cậu đâu. Ngon lành cảnh đào luôn. Cho tớ xin công thức với. Sao mà thổn nhanh thế không biết. Sao vậy? Tô bánh này là cho bé cún đó mà. Sao cậu không la lên sớm hơn? Nghiệp quật đấy gái. Nào, lại đây bé ơi. Có quà cho em này, lại đây. Ồ, cún cưng ngoan thế nhở. Thương em quá đi, yêu ghê. Chụp ảnh nãy giờ chắc em đói lắm rồi. Em đúng là thông minh mà. Ăn đi bé, bánh của em đây. Vòng này vui quá đi. Unicorn kìa. Sẽ hơi khó nhằn đấy. Tớ sẽ dùng cái bút dạ này. Chả biết nữa, nhiều lựa chọn ghê. Màu nước hay bút dạ nhở? Bút dạ đi, lựa chọn này có vẻ ổn áp đấy. Ok, vẽ này. Úi, tớ bị trượt tay á. Xin lỗi cậu. Này thì trượt tay. Cậu đúng là đồ trẻ trâu. Để tớ giúp cậu vẽ đẹp hơn này. Bỏ cái tay của cậu ra cho tớ. Nói rồi đấy nhá, đẹp hơn cơ mà. Còn thiếu một chỗ này. Để tớ giúp cậu tô màu nhá. Đúng là xàm xí. Dính trưởng này. Thôi đi, dừng ngay. Cứ như vậy thì tớ sáng mắt. Cầm tớ giấy mới đi. Rồi, nhưng tớ ứ vẽ với cậu nữa. Mình sẽ vẽ được chú unicorn xinh nhất quả đất. Nghĩ ra rồi. Unicorn. Giờ mình sẽ nối các điểm lại. Thêm một cái bờm sang chảnh nữa. Đừng quên mấy cái chân nha. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa là xong. Màu hồng sẽ cực kỳ hợp lý cho mà xem. Thế nào mình cũng thắng cậu ấy. Ước gì mình có kỳ lân thật nhở. Chỉ còn cái đuôi nữa là xong. Đấy, đơn giản như đang giỡn. Ta-da. Ôi không, tranh của tớ này. Cũng được, thích nha. Không biết ai thắng vòng này thế nhở. Ôi, bất ngờ dễ sợ. Tuyệt. Quà là gì nhở, mong là unicorn thật kê. Thế này cũng ổn áp chán. Thìa này thì bé quá đi. Để xem nào. Aha, nhìn ngon xíu luôn ý. Hay mình thử một miếng bé tẹo nhỏ. Cậu ấy không biết đâu. Đúng thứ mị cần rồi, tránh ra nào. Tớ chuẩn bị thồn đây. Gì vậy trời, xin lỗi nhá. Tớ ngã ngay vào cái bánh ý. Vẫn còn một chút này gái. Không thể tin nổi cậu. Tùy cậu vậy. Sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa nào? Xương rồng hả? Cậu thua tớ chắc rồi. Vậy á hả? Cậu mới thua nhá. Chiến. Vòng này dễ mà. Phải nạp đầy năng lượng mới được. Không được căng thẳng. Phải hòa mình với cây bút. Sắp xong rồi đây. Thế là hoàn thành. Phù. Tìm điểm khác biệt đây. Có khác gì đâu nhở. Gì vậy má? Xem tớ đây này. Mình sẽ trượt miếng mút này dọc theo tờ giấy. Rồi dùng miếng mút nhỏ hơn làm cành. Giờ là hoa hòe nè. Mình chỉ cần thêm chút chi tiết nữa thôi. Chắc tí nữa phải đóng khung để trưng bày quá. Mọi người thấy sao nào? Xỉ, cũng xanh giống tớ thôi. Tại cậu không có hoa tay đấy mà. Mình chẳng có đối thủ trong cuộc thi này luôn. Wow, Pinata hình xương rồng nè. Chắc có kẹo bên trong nhở. Chỉ có một cách để biết thôi. Bịt mắt lại cho máu này. Ok, đến lúc xả xì stress rồi mọi người ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn này. Hả? Cậu nói gì vậy gái? Cậu ấy đâu rồi nhở? Alo. Gì? Phải nhịn đi. Trời đánh mình hả? Ui, kẹo ở đâu ra nhiều thế này?
Tớ có cảm giác là thử thách này sẽ hay ho đấy. Trời, chán òm vậy. Thử thách gì mà củi bắp ghê. Ok, lần này dùng món nào nhở? Hồi to quá. Chán, cứ không cảm được ấy. Chuẩn không cần chỉnh rồi. Bí ngô thì đơn giản như đan rổ ấy mà. Chỉ là một vòng tròn màu cam thôi. Mình phải thắng vòng này mới được. Ok, cây này ổn đấy. Mình sẽ vẽ các phần nhỏ trước. Rồi đến cái cuống. Giờ tô màu thôi. Các sắc màu khác nhau sẽ giúp quả bí trông thật hơn. Thế này là xinh xẻo rồi. Cậu thấy sao nào? Này, dậy đi. Alo. Cô nương ơi, dậy mau. Tụi mình đang thi vẽ cơ mà. Tớ dậy rồi, chuyện gì thế này? À phải rồi, trái bí ngô. Tuyệt, hết giờ rồi. Khả năng của tớ chỉ tới đây thôi. Trên má cậu hơi bị dính màu ấy. Thật à, gì đây? Màu nè, hợp cậu lắm. Tuyệt, phần thưởng là gì ta? Nước ép bí ngô sao? Chả ngon gì hết. Tớ thấy kỳ kỳ. Bị sao thế này? Sao có quả bí ngô trùm lên đầu tớ vậy? À! Thế là cậu có đồ hóa trang cho Halloween rồi đấy. Tớ kết trò này. Mặt tớ, khuôn mặt xinh gái. Bình thường rồi. Xin lỗi nhá, tớ hơi hoảng ấy mà. Tớ sẽ không bao giờ uống thứ này nữa. Ok, bỏ cái ly xa tớ ra. Ê, nhìn này. Hết sảy là pop it. Wow, món này hay ho nhất từ nãy đến giờ. Lần này phải đỉnh của chóp nha. Đầu tiên là vẽ một hình vuông, rồi các hình tròn. Tớ có ý tưởng hay hơn nhiều. May mà mình luôn mang theo máy photo. Ok, vào nè Pop It ơi. Rồi nhấn nút copy. Thế này thì chỉ có ao trình trở lên. Cậu vẽ đến đâu rồi? Đã xong, giờ tớ tô màu nữa là xong luôn. Sẽ vui lắm đây. Tô một đường màu đỏ lên đây này. Rồi phần còn lại nữa. Như cầu vồng luôn, như một chiếc pop it nhá. Muốn nhấn phát quá. Ổn đấy, nhưng tôi thắng vòng này 100% rồi. Ơ kìa, tôi thắng rồi. Đùa nhau hay gì vậy, quần tôi đẹp mà. Tránh xa cái bản nào thưa quý cô. Chia tay ra cho tôi. Tay kia nữa nào, đừng kháng cự. Dùng máy photo, có phải là vẽ vời đâu. Chúng tôi không chấp nhận những kẻ ăn gian nhá. Gì cơ? Tội nghiệp cậu ấy chưa kìa. Wow, sô-cô-la pop it nè. Hai món mình yêu thích luôn. Ngon quá đi. Ok, mời cô về đồn nhanh. Đi nào. Khổ thân, thôi kệ đi. Ok, lại coi bánh xe tiếp nào. Các em thấy gì không? Lần này vẽ cuốn nhé. Em biết phải làm gì rồi ạ? Trong mũi của em nè. Ủa, gà cao su sao? Ở đâu ra thế này? Chắc chắn là đâu đó trong này mà. Khoan, có phải đây là thứ mình cần không? Chả phải, lâu rồi mình có chơi đâu. Coi nào, cái mũ của mình như túi ba gang thế. Là đồng 25 sen à? Cậu đang tìm đồng xu sao? Ồ, có xu cho tớ nữa à? Cảm ơn bạn Hiền. Phiểu, ai mà ngờ được mũ của mình lại chứa nhiều đồ thế. Ok, mình cần cây bút này. Chả hiểu gì luôn, cậu làm gì với đồng xu thế? Tớ dùng xu để vẽ mấy hình tròn trên giấy mà. Tớ vẫn chưa thông. Khoan, mình có cách rồi. Các em phải vẽ hết sức mình đấy. Ok, mình cần chùm mũ lên đầu cái đã. Tí gặp lại nha. Chào gái, chị cho em đồng xu này đổi lại em cho chị mượn cuốn nhé. Cảm ơn. Úi chú ui, cuốn nhà ai mà cô tê phô mai que thế này. Tên em là Patrick. Cười nè, chị chỉ cần chụp vài tấm hình thôi. Đáng yêu kìa, em nên làm người mẫu á. Chào em này, cảm ơn em nhiều nhé. Tớ đã tô màu hình oval, nhưng để lại một chấm tròn nhỏ. Tớ cũng thêm những đường và chấm bé xíu rồi. Giờ vẽ đầu này, và hai mắt nữa.
sắp thành hình rồi đó mọi người. Không thể quên đôi tai nhé, chú chó nào cũng cần tai hết mà, và cả thân mình nữa. Cuối cùng là đuôi đáng yêu, giờ tô màu được rồi. Tớ nghĩ tai của cậu chàng phải màu nâu mới chuẩn, cả chân và má nữa. Xong. Phew, mình về rồi và không ai phát hiện là mình chuồn đi cả, phải chiến nhanh nhanh mới được. Cô ơi, em xong rồi ạ. Đây là bức vẽ chú chó của em. Em cũng xong ạ. Trời đất ơi, khuôn mặt thiên thần kia cưng xỉu luôn. Em thắng nhé. Cái này có phải hình vẽ đâu cô. Tớ trước nhé. Chán, trượt rồi. Nào để tớ thử. Uầy, tớ cũng trượt. Phải nhắm đã. Ném bút vào lọ thua mà cũng khó nhở. Wow, gì thế này? Xem nó làm gì kìa. Cây bút đó đang vẽ lên bức tranh mới ghê. Ồ, toang hẳn rồi. Ôi không, cô vào lớp kìa. Có chuyện gì thế này? Bức tranh này bị sao thế? Quá lắm rồi, sức mạnh hội họa, biết. Wow, đỉnh ghê. Nhìn tụi mình này. Ủa, son sao? Úi, cô xin lỗi, để cô sửa cho. Đấy. Bình thường lại rồi. Ok la, hôm nay chúng ta sẽ tham gia thử thách hội họa đó các em. Cô sẽ quay bánh xe để đưa ra thử thách cho các em. Đây rồi, cưng chứ kìa. Là hình trái tim, vẽ tình yêu nào các em. Yay, em thích vẽ trái tim và tình yêu các thứ ạ. Tớ biết phải làm gì rồi, bắt đầu với chữ love này. Wow, hôm đấy lãng mạn thật. Em ấy như nàng thơ giữa cánh đồng. Ok, đến lúc thêm gia vị cho bức tranh này rồi. Mình sẽ thêm một trái tim bé xinh và biến chữ O thành một cô gái. Chữ V là một trái tim nữa, rồi chữ E trở thành người cô bé thích. Cưng quá, mà phải thêm tí màu me nữa. Trái tim này phải màu hương nè, tuyệt. Và trái tim nhỏ ở đây cũng thế nè. Ok, thêm chút màu nữa nào. Một cái đầm tím xinh. Wow, bức tranh này càng ngày càng đáng yêu. Đến lúc đổi màu rồi, vàng cho tóc nhé. Cả hai luôn. Và tôi nghĩ cô bé sẽ đội mũ xanh dương, giờ là chút xanh lá cho áo thun. Tự yêu cậu nhất. Màu chì sẽ giúp hai nhân vật có thêm biểu cảm. Ta-da! Nào các em, trưng bày tác phẩm thôi. Hả? Gì? Ôi không! Eo, ai lại lấy kẹo ra như vậy chứ? Em làm gì vậy? Cô đợi em chút, đây sẽ là tác phẩm của em. Nhầm. Cô đợi em một tẹo nữa nhé, sắp xong rồi. Nhầm. Hoàn thành! Đây ạ, tác phẩm tình yêu của em đây ạ. Wow, cô làm hay thật đấy, đỉnh của chóp. Ôi thần linh ơi, cô rất ấn tượng đó, 10 điểm. Cô đang rất hóng thử thách tiếp theo à nhá. Ô, bánh xe xoay kìa. Có rồi đây, nó chỉ vào hồng hạc. Chủ đề này cũng không sôi nổi lắm, các em sẽ làm gì nào? Hồng hạc à, tớ chưa từng thấy con nào ngoài đời cả. Bó tay trong com, mình chả có cơ hội thắng thử thách này đâu. Phải làm gì đây? Chúng màu hồng nhỉ? Chắc là thế. Không ý tưởng đó chẳng khả thi. Bực mình quá, mình chẳng biết phải làm sao cả. Khoan, tay mình dính cái gì đây? Là sơn sao? Chán chưa, giờ tay mình dính đầy sơn hồng rồi. Ủa, đợi xíu nào, hình như mình có ý tưởng. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng dấu bàn tay nào. Wow, hơi bị ngầu luôn. Và tớ cũng nảy ra ý này. Tớ sẽ vẽ xung quanh tay. Giờ điều chỉnh bản phát thảo này. Phải thêm mắt và mỏ nữa. Tô màu cho mỏ trước này vì nó màu đen. Và giờ tô những chỗ còn lại. Hường huệ thật sự. Tớ sẽ liên tục tô tới lui như thế này với cây bút màu. Màu hồng khắp nơi luôn. Mà mình cũng sắp xong rồi. Cây bút dạ quang màu hồng nè. Tận dụng nào. Đến lúc biến bàn tay của mình thành một chú chim nhiệt đới rồi. Mình sẽ dùng ngón cái để làm đầu chim. Đây là cái mỏ đen và giờ là mắt rồi đến chân. Chân thì vàng và mảnh. Thế là xong. Nào cả lớp, cho cô xem dự án hồng hà của các em nhé. Đây là tranh vẽ hồng hà của em. Của em đây thưa cô, y như cô yêu cầu ạ. Chúng ta có một bức tranh toàn thân và một bức chân dung nhỉ. Cả hai em đều vẽ rất đỉnh của chóp luôn. Ơ kìa, tay cậu dính đầy màu luôn. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu nghĩ thử thách tiếp theo sẽ là gì? Ok là các em sẵn sàng chưa? Hình như chủ đề lần này là cậu bé đó. Cô rất muốn xem các em chuẩn bị làm gì. Nói thật thì em thấy thử thách này chán hòm. Hả? Ôi không, mình hết bim bim rồi. Gặp đồ chán hòm luôn. Chà, phải làm gì bây giờ ta? Chờ chút bà con ơi. Giờ đĩa của mình trống trơn rồi.
Chuẩn, thể nào cũng thành công, kế hoạch này hơi bị xịn luôn. Cũng đang làm cái trò con bò gì với đĩa và bút dạ thế? Chả hiểu thế nào, sao lại vẽ lên đĩa thế kia vậy hả? Lo bò trắng răng, tôi biết mình đang làm gì mà, vẽ cho xong anh bạn người qua trên đĩa nào. Con trai à, mình nên vẽ gì nhỉ? Lại chơi đùa với từ nào, mình thấy cách này khá hiệu quả. Ok, bôi là con trai nhé, giờ bắt đầu biến hóa thôi. Cho cậu chàng một cặp kính và ít tông nữa. Ổn thì áp, không được quên tai nha. Cằm, mũi và miệng nữa. Ngon lành, đã xong người que. Anh chàng này cần một quả bóng bay. Đấy, phải có dây để giữ bóng nữa này. Có gì trong răng mình thế, bực hết cả mình. Chả lấy được, hay uống chút nước xem nào. Có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Tớ nghĩ tóc màu cam rất hợp với cậu. Thêm vài đời nữa là có tóc soái ca rồi. Ok, cậu thích áo xanh lá không? Hơi bị hợp đó. Xong xuôi. Không, cậu làm đổ nước lên chàng trai của tớ này. Cậu ấy chết đuối mất, phải làm gì để cứu nguy thôi. Không không không, người que ơi, đừng hoảng nhé. Khoan, có chuyện gì đó đang xảy ra. Chàng người que của tớ lạ lắm. Đúng rồi, cậu ta không thể chết đuối vì nổi được á. Chết như nước cát, thích quá đi, cậu sáng tạo lắm luôn. Tớ thắng vòng này sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Ok, lại coi bánh xe tiếp nào. Ồ, các em thấy gì không? Lần này vẽ cuốn nhé. Em biết phải làm gì rồi ạ? Trong mũ của em nè. Ủa, gài cao su sao? Ở đâu ra thế này? Chắc chắn là đâu đó trong này mà. Khoan, có phải đây là thứ mình cần không? Chả phải, lâu rồi mình có chơi đâu. Coi nào, cái mũ của mình như túi ba gang thế. Là đồng 25 sen à? Cậu đang tìm đồng xu sao? Ồ, có xu cho tớ nữa à? Cảm ơn bạn Hiền. Phiểu, ai mà ngờ được mũ của mình lại chứa nhiều đồ thế. Ok, mình cần cây bút này. Chả hiểu gì luôn, cậu làm gì với đồng xu thế? Tớ dùng xu để vẽ mấy hình tròn trên giấy mà. Tớ vẫn chưa thông. Khoan, mình có cách rồi. Các em phải vẽ hết sức mình đấy. Ok, mình cần chùm mũ lên đầu cái đã. Tí gặp lại nha. Chào gái, chị cho em đồng xu này đổi lại em cho chị mượn cuốn nhé. Cảm ơn. Úi chú ui, cuốn nhà ai mà cute phô mai que thế này. Tên em là Patrick. Cười nè, chị chỉ cần chụp vài tấm hình thôi. Đáng yêu kìa. Em nên làm người mẫu á. Chào em này, cảm ơn em nhiều nhé. Tớ đã tô màu hình oval, nhưng để lại một chấm tròn nhỏ. Tớ cũng thêm những đường và chấm bé xíu rồi. Giờ vẽ đầu này và hai mắt nữa. Sắp thành hình rồi đó mọi người. Không thể quên đôi tai nhé, chú chó nào cũng cần tai hết mà. Và cả thân mình nữa. Cuối cùng là đuôi đáng yêu, giờ tô màu được rồi. Tớ nghĩ tai của cậu chàng phải màu nâu mới chuẩn. Cả chân và má nữa, xong. Phiểu, mình về rồi. Và không ai phát hiện là mình chuồn đi cả. Phải chỉnh nhanh nhanh mới được. Cô ơi, em xong rồi ạ. Đây là bức vẽ chú chó của em. Em cũng xong ạ. Trời đất ơi, khuôn mặt thiên thần kia cưng xỉu luôn. Em thắng nhé. Cái này có phải hình vẽ đâu cô. Chúng ta đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo rồi. Ồ, cô thích nhảy múa lắm. Thế là các em chuẩn bị được vẽ nghệ sĩ ba lê đấy. Khoan, cái gì ạ? Sao tụi em vẽ cái đấy được hả cô? Nhìn tớ cái gì, tớ còn chưa xem ba lê bao giờ. Khoan, tớ biết rồi, tớ sẽ dùng tờ giấy này. Gấp đôi nó lại như vậy. Cậu đang làm cái gì đấy? Gấp origami à? Có vẻ hay ho nhá. Biết mà, nhưng phải đảm bảo rằng giấy được gấp chính xác nhé. Tớ sẽ gấp đôi ở giữa như vậy. Rồi gấp vào trong thêm lần nữa. Mở ra sau đó gấp hai góc xuống. Đỉnh. Giờ gấp cái vạt ở đáy vào trong. Cả hai mặt luôn nhé. Ngon lành, nãy giờ tớ gấp chuẩn phết. Đúng là nghề của tớ. Giờ gấp ngược hai góc này xuống. Cả góc ở đây nữa. Sao xong rồi đây. Một tẹo nữa thôi. Hai mặt này phải gấp lại nhé. Đấy, làm được rồi. Tớ đã gấp giấy thành một cái thuyền bé xinh. Cậu nghĩ sao này, có thích không bố? Đấy, đỉnh của chóp. Thêm một cặp buồm nữa cho thuyền nhé. Nhưng cái này liên quan gì nhảy nhót? Ồ, vì thuyền nhảy trên sóng khi nó ra khơi á. Ủa gì đây? Tôi chả hiểu ý tưởng của cậu là sao luôn. Lạc đề rồi má ơi. Bạn em nói đúng đấy. Thế không? Hình trên vòng quay là người múa ba lê chứ có phải thuyền đâu. Dạ rồi, nhưng em nghĩ em vẫn làm được gì đó với origami. Ơ, cậu lại gấp thuyền hả? Vì không hiệu quả đâu nhá. Không có phải thuyền đâu. Nhìn nè, lần này tớ làm kỳ lân. Woo, kỳ lân tiến lên, em đỉnh nhất đó. Vẫn không phải ba lê. Ừ rồi, cũng nói đúng, nhưng tớ có cách. Quá tam ba bận này. Giờ tớ sẽ dùng hẳn hai màu thể nào cũng ổn áp. Cậu làm gì đấy? Wow, khó dã man. Học ở đâu mà đỉnh vậy? Cậu ấy gấp nhanh quá, mình không theo kịp. Tuyệt, xong rồi này, tớ gấp một đóa hồng xinh đẹp á. Tặng cậu. Đáng yêu chưa này.
không ngờ cậu lại tặng tớ đấy. Nhưng mình nên làm gì ta? Biết rồi, chỉ cần gấp giấy từ đầu thôi. Mình sẽ dùng cạnh của thước để nâng gấp thẳng thớm. Khúc này khó nha, các bạn phải mở góc như vậy. Và cả bên này nữa. Ok, vẽ vời chút nào. Chỉ cần vẽ một nghệ sĩ ballet bé xinh lên giấy thôi. Đáng yêu thật đấy. Ok, mình phải vẽ trong này nữa. Nhớ vẽ đầy đủ mặt và tay ở đây nha. Và làm tương tự với bên kia nữa. Khi đã xong, mình chỉ cần giống vậy với cái vạt dưới chân. Cho thêm chất màu sắc thì cô bé sẽ xinh lên đấy. Nhưng không thể quên tô màu ở các vạt nhé. Và cái váy xòe của cô nàng nên có màu xanh dương. Yêu quá. Xanh ở đây và xanh ở đây nữa. Tuyệt, tớ hoàn thành tác phẩm rồi. Ta-da. Này, để tớ cho cậu xem tranh của tớ hoạt động thế nào nhé. Nếu tớ gấp mấy cái vạt lên và xuống thì cô bé sẽ nhảy. La la la, xem cô ấy nhảy kìa. Xinh xẻo dã man. Wow. Wow, cực kỳ ấn tượng. Em thắng rồi. Tuyệt, mình biết ngay mà. Nhưng úi là trời, họa sĩ đã truyền tải được bản chất của những quả cam này. Hả, cậu ta làm gì ở đây? Toàn những tác phẩm tuyệt đẹp. Wow, nhìn mà xem. Đẹp quá đi mất thôi. Và rất đắt tiền. Mình muốn chạm thử xem. Ủa, mình không biết là có hệ thống báo động. Sao cậu lại làm thế? Thôi xong, chết tôi rồi. Biết rồi nè. Thôi đi, tay cậu bẩn lắm. Cậu làm gì vậy hả? Eo ơi, ghê quá đi mất thôi. Phải tỏ ra thật bình thường. Ok, ai đã chạm vào bức tranh? Loại quái vật nào làm như vậy chứ? Không muốn nói đâu, nhưng cậu ta đấy. Phải không? Nhìn đôi tay thì biết. Vậy là đã có đầy đủ bằng chứng. Cô bị bắt giữ. Không, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ai bị bắt cũng nói thế. Là cậu ta, nhìn tay cậu ta kìa. Hả, để tôi xem mấy ngón tay đó. Chuyện này thực ra rất hài hước. Bắt tại trận nhé. Rõ ràng là sô-cô-la. Mời cô theo tôi về đồn. Chuyện này không thể xảy ra. Hả? Thế này là sao? Đây là đâu? Thường thì cuối tuần tớ hay chơi ở trên du thuyền. Hình như đến giờ ăn rồi. Cảm ơn. Đó như con cho giói. Họ cho mình ăn gì thế này? Nhìn mà muốn ói luôn. À, chuẩn không cần chỉnh. Trông ngon phết. Đồ bếp hạng nhất đấy. Nhìn hấp dẫn thật đấy. Mình thì chỉ có cái cháo. Lại còn bị vón cục mới chán. Thứ này làm từ bìa cứng à. Chẳng công bằng gì cả. Ăn thôi. Có bắt buộc không? Ok, mình sẽ thử xem sao. Lạnh ngắt. Vị thật là kinh khủng. Tớ cũng sẽ thưởng thức ngay. Cá này mới câu luôn. Chắc chắn sẽ rất thơm ngon. Wow, nó được nấu hoàn hảo. Khoái khoái chảy nước miếng. Nó đang tan ra trong miệng tớ. Cảm giác như cậu đang cố tình trêu ngươi tớ. Đúng rồi đấy, cạn ly. Kể ra tớ cũng không tệ lắm. Tớ chỉ có cốc nước này. Nước thì không thể nấu dở được. Không, tớ đã sai. Đây là bữa ăn tồi tệ nhất. Ui chết, tớ ăn đổ nước. Xin lỗi cậu nhiều nha. Cái gì vậy trời, cậu nhìn đi. Ướt sũng rồi. Tớ xin lỗi, tớ chỉ nhỡ tay thôi. Cậu đúng là đồ phá hoại. Buồn quá đi mất. Thôi thì đành lau đi. Bình thường toàn có người giúp việc, vậy mà giờ mình phải tự động tay. Cuộc sống thật tàn nhẫn. Chờ chút, mình có một ý tưởng. Mình đã tạo nên một hình dạng bằng nước, rồi mình sẽ thêm sơn. Chỉ cần nhúng cọ vào nước là được. Sau đó mình sẽ cẩn thận di chuyển cọ. Nó tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời. Tiếp theo mình sẽ làm tương tự ở phía trên trang giấy. Lần này mình sẽ dùng màu xanh lam. Vẽ kiểu này thật là vui. Vậy là được rồi, cứ để cho nó khô. Giờ thì tôi đè lên trên, không cần tôi kín đâu. Ê, cậu xem nè, rất đẹp phải không nào? Wow, cậu cứ như họa sĩ. Không biết mình có thể tạo ra thứ gì đặc biệt không? Nhưng vẽ gì bây giờ? Mà chờ một chút, chuẩn luôn. Mình đã có cách rồi. Trước tiên mình sẽ vẽ các đốm nhỏ trên giấy. Tiếp theo mình sẽ làm ướt cọ. Và sau đó làm loang sơn. Wow, thật là nhiều màu sắc. Màu nào cũng đẹp. Vẽ đường viền trước nè, rồi tô vào giữa bông hoa. Bạn đã thấy bông hoa rực rỡ chưa? Mình sẽ tô đậm cho viền, giúp bông hoa trở nên nổi bật, rồi thêm thật nhiều màu sắc. Sau đó mình sẽ vẽ lá. Phần này là dễ nhất, chỉ cần quyền các nét màu xanh lá quanh các rìa. Vậy là xong, quả là một bông hoa xinh đẹp. Cậu xem đi nè, có thấy đẹp không? Wow, tớ rất thích. Bức tranh sẽ làm bừng sáng cả phòng giam, giống như phòng trưng bày nghệ thuật.
Wow, một cục dỉ mũi siêu to khổng lồ nè. Ồ, trong tù chán như con rán. Và trang phục thì quá lỗi mốt. Cứ nhìn đôi giày thì biết giày không hở với jumpsuit của tớ. Điện thoại đâu? Mình phải gọi cho một người. Chào cưng, lâu lắm rồi mới thấy cưng gọi. Chế giúp em với. Cứ tin tưởng vào chế. Wow, nhanh như chớp. Vào đây đi. Ừ, họ đã từng nghe về thiết kế nội thất chưa? Chế là nhất. Để xem có gì nào. Wow, đẹp dã man. Vui quá đi mất. Còn chần chờ gì nữa. Phải mặc thử ngay mới được. Chuẩn không cần chỉnh. Quan trọng nhất là khả năng phối đồ. Chế đúng là thiên tài. Chế biết, nghề của chế mà. Nhớ cưng lắm đấy. Cậu ấy thật may mắn. Cậu ấy có cuộc hội ngộ lãng mạn. Mình thì chẳng có gì. Mình nhớ Chris quá. Nhìn cái mặt đần thối kìa. Không biết anh ấy đang làm gì. Mình sẽ sớm ở bên nhau. Nhưng mà sốt ruột lắm rồi. Thật là khủng khiếp. Thiệt, mình lại khóc rồi. Hả? Nhìn nó kìa. Nước mắt rơi xuống thành hình trái tim. Mình đã nảy ra một ý tưởng. Mình sẽ cần hai cây bút chì và một miếng băng dính. Mình sẽ quấn băng dính quanh bút chì. Như vậy để cố định chúng. Rồi vẽ xung quanh vệt nước mắt. Sau đó vẽ một hình người que. Tiếp theo mình lấy bút dạ màu đen. Vẽ đè lên trên đường bút chì. Bắt đầu với hình người que nè. Sau đó mình sẽ tô sang hình trái tim. Giờ mình cần đầu bút mảnh hơn. Mình sẽ vẽ các đường lệch đi một xíu. Thế này nè. Tiếp theo lấy một cái bút chì. Mình sẽ dùng bút chì để đổ bóng. Di đầu bút chì vào không gian giữa các đường. Rồi dùng ngón tay xoa đều ra. Và làm tương tự với hình người que. Mình sẽ lấp đầy khoảng trống. Nhưng để lại một vài phần trắng. Tạo nên hiệu ứng phản sáng chân thực. Cuối cùng chúng nó sẽ rất tuyệt vời. Chỉ cần đánh bóng thêm vài phần nữa. Rồi mình có thể miết ra bằng ngón tay. Vậy là được rồi. Sau đó đổ bóng bên dưới các hình vẽ. Tăng thêm độ chân thực. Vậy là xong rồi. Nhìn chân của tớ nè. Nó đến từ trái tim. Cậu vẽ hả? Mình cũng phải làm gì đó. Hay là thử dùng chiếc hộp này. Mình sẽ cắt một lỗ ở trên đó. Rồi phun sơn màu đen lên một phần bìa. Sau đó mình sẽ đặt nắp hộp lên. Mình sẽ phun sơn màu đen và bạc lên. Nắp hộp giống như khuôn vẽ vậy. Cậu thấy thế nào? Wow, nó giống như mặt trăng. Chúng mình khéo tay ghê.